Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo, tác giả Cổ Hy. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cho kênh thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 149, cột mốc chiếu rọi, danh ngạch tranh phong. Hắn môn thần thông này là từ nhỏ liền nắm giữ yêu ma thuật, tự hành nghiên cứu thôi diễn đến đỉnh tiêm thần thông cấp độ, lại tu luyện tới nhập đạo cấp, giờ khắc này phối hợp hắn xuất sinh thánh đạo ý chí, thần thông uy năng là đạo pháp cảnh gấp 10 lần, lại bị nhẹ nhõm phá diệt. Bành, Lý Hạo một khi xuất thủ liền hỏa tốc bộc phát, thiên địa mạch cổ động, thân thể bỗng nhiên bước ra, lòng bàn tay một đạo nhu hòa kiếm khí chớp mắt chém ra. Kiếm khí này như hư ảo linh quang, lướt qua bán thánh nhện yêu ngực bụng, lập tức từ bên trong ra ngoài xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng. Câu. Lý Hạo đưa tay dẫn dắt dây câu, nhìn rõ đến viên linh châu kia vị trí, cấp tốc dò xét lấy ra. Bán thánh nhện yêu bị Lý Hạo lôi đình xuất thủ kinh đến, lập tức nổi giận, đỉnh đầu bỗng nhiên ngưng tụ ra màu xích kim sợi tơ, thiên ti vạn lũ, đem phụ cận trùng điệp xen lẫn. Đỉnh đầu hắn màu tím mắt nhện lóe ra tàn bạo quang mang, gầm thét lên, đỉnh tiêm thiên kiêu, mơ tưởng trốn. Bốn phía mặt đất chợt hiện chướng ngại, như cầu mây giống như đem tứ phương bao phủ. Lý Hạo cầm tới linh châu, vốn không muốn tiếp tục dây dưa, thấy đối phương càng đem đường lui phong tỏa, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay người. Để cho ta phá giải ngươi đạo vực, nhìn xem ngươi bí ẩn. Bán thánh nhện yêu nhãn thần dữ tợn, hướng Lý Hạo tiến tới gần. Mà Lý Hạo ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt dường như bắn lên một đạo sắc bén hàn quang. Vĩnh hằng đạo vực bao phủ tự thân, không nhận xâm hại, hắn giơ tay lên. Đối mặt cái này bán thánh yêu ma, lần thứ nhất thi triển ra tự thân kiếm đạo, duy ngã, chém, không gian dường như cắt phân, đột nhiên đứt gãy xé rách, một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện, giống như đem kiếp phù du yêu vực chặt đứt, thiên địa phân chia, mà bán thánh nhện yêu thân thể, cũng theo đó đứt gãy, chia làm hai, trên thân nó thánh đạo ý chí, giờ khắc này lại phá toái, lọt vào trăm ngàn chủng kiếm ý xâm nhập, nhật nguyệt, chí nhu, ngũ hành vân vân, rất nhiều kiếm ý cô đọng duy nhất, hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao. Máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều chân đứt gãy, bán thánh nhện yêu thân thể bị tại chỗ xé rách, một đạo nguyên thần từ bên trong bay ra, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn trước mắt thiếu niên. Cái kia băng lãnh ánh mắt lợi hại, giống như nhìn thẳng tử vật. Giờ khắc này, bán thánh nhện yêu lại cảm nhận được bóng ma tử vong bao phủ, cái kia đáng sợ đạo vực vườn quanh thiếu niên, cho hắn một loại bao trùm trên đỉnh đầu cảm giác. Làm sao có thể? Nó thất thần, kinh hãi mà nhìn xem đối phương. Lý Hạo ánh mắt băng lãnh, muốn lần nữa xuất thủ. Lại chứng kiến cái này bán thánh nhện yêu thể bên trong có đạo Phật ấn phù lục, khắc ở tại thể nội yêu hạch bên trên, tản ra thuần chính Phật quang, ẩn ẩn có hạo hãn thánh nhân khí tức, hắn đôi mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, nói, tu hành không dễ, chớ tự tìm đường chết. Nói xong, liền thu hồi đạo vực, quay người mà đi. Lúc trước mặt đất dâng lên cầu mây giống như lồng giam, theo hắn một kiếm chém ra, cũng phá toái biến mất, hắn nhanh chân mà đi. Bán thánh nhện yêu nguyên thần nhìn qua thiếu niên kia bóng lưng. Đồng tử có chút co vào, lại không lại ra tay ngăn cản. Cái này, đây là ở đâu ra quái vật? Nó tự lẩm bẩm, thanh âm rung động. Rất nhanh, nó yêu khu bên trên mông lung ra đại lượng yêu khí, thân thể dần dần khép lại, miệng vết thương kia kiếm ý theo thiếu niên quay người mà tiêu tán. Nó biết, đây là đối phương hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho nó tính mệnh. Thân là bán thánh, nó thế mà bị đạo pháp cảnh suýt nữa giết chết, đơn giản khoa trương. Thánh nhân chuyển thế a, cũng tốt, cũng tốt. Liền để cái kia tên chọc Phật tử, hung hăng ăn quả đắng, bán thánh nhện yêu nhìn về phía xa như vậy đi phương hướng, gặp thiếu niên kia đã ở trong nháy mắt xuyên thẳng qua rời đi, nó trong mắt hiện ra thâm trầm quang mang. Trên chiến đài vết rách hư không trước, Lý Hạo thân ảnh dậm chân mà ra, cầm trong tay ngân sắc linh châu. Lý Hạo tiện tay vung lên, đem linh châu treo đưa ở giữa không trung, lập tức liền quay người trở lại thần triều trước ghế chỗ. Lúc này, cái kia Phật môn trọng tài cũng nói ra Lý Hạo thời gian, 2 phút 38 giây. Chứng kiến thành tích này, hiện trường truyền ra không ít kinh hô, nhưng so với lúc trước Xích Quang cùng Lâm Thư Hải bọn người, lại phải kém hơn rất nhiều. Xích Quang tại Lý Hạo đi vào lúc, ngay tại thay Lý Hạo đếm thầm, chờ vượt qua chính mình 1 phút 17 giây lúc, khóe miệng của hắn đã lộ ra cười lạnh, bất quá, các loại chứng kiến Lý Hạo 2 phút rưỡi tả hữu liền đi tới, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Cái kia bán thánh nhện yêu không dễ chọc, lựa chọn của hắn là cho hắn tạo thành một đạo vết thương, như vậy càng nhanh chóng hơn. Cũng phù hợp tính tình của hắn, xưa nay không ưa thích bị động bị đánh. Nhưng muốn cho bán thánh tạo thành tổn thương cực kỳ không dễ, hắn thi triển không ít thực lực mới nhanh chóng lưu tổn thương, lấy đi linh châu.
Không sai, chỉ rớt lại phía sau hơn 40 giây. Chứng kiến Lý Hạo trở về, Xích Quang khẽ vuốt cằm. Thành tích này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, hơi hơi thấp mấy giây, nhưng cũng phù hợp hắn đối với Lý Hạo dự đoán. Lý Hạo nghe vậy, không có để ý, chỉ là hơi điều chỉnh trong hạ thể khí tức ba động, bình phục lại. Lúc này, Lý Hạo chú ý tới có ánh mắt nhìn trộm, đồng thời có loại cảm giác vô cùng không thoải mái, hắn thuận nhìn lại, đã thấy lúc trước cái kia từ đầu đến cuối xuất thần song sinh Phật tử, lại hướng hắn nhìn lại, bên người ẩn ẩn có yêu ma khí tức lưu động, hắn từ đầu đến cuối lạnh nhạt sắc mặt, giống như ẩn ẩn có mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia cũng mịt mờ, như thật như ảo, giống như thánh khiết giống như quỷ dị. Lý Hạo có chút nhíu mày, kiểm tra một hồi tự thân, cũng không có cái gì đáng ra chú ý địa phương. Chẳng lẽ lại, đối phương biết được kiếp phù du yêu vực bên trong chuyện phát sinh, nếu là như vậy, Lý Hạo hướng ba vị kia thánh nhân nhìn lại, đã thấy bọn hắn thần sắc như thường, cũng không có biến hóa. Như cặp kia sinh Phật tử đều có thể nhìn trộm đến, thánh nhân kia tất nhiên cũng có thể nhìn rõ. Lý Hạo lại hướng trên đàn nhìn lại, đã thấy đối phương hướng hắn lộ ra mỉm cười, cũng không có dị dạng thần sắc. Hiển nhiên, bán thánh không cách nào nhìn rõ, thánh nhân lại có chút nhìn không thấu bọn hắn suy nghĩ. Cái này song sinh Phật tử mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt bán thánh. Lý Hạo ánh mắt suy tư, cầm bút lên mực cùng bàn vẽ, bắt đầu hội họa lên vị này song sinh thánh tử, nhìn xem hắn họa đạo kinh nghiệm. Hả? Xích Quang gặp Lý Hạo lại cầm lấy bút vẽ, không có chút nào bởi vì thành tích rớt lại phía sau chính mình cảm thấy xấu hổ. Ngược lại vẫn còn tiếp tục chơi chữ, không khỏi nhíu mày. Thứ tư, vị này Thanh Phong thành tích xếp tại thứ tư. Hơi rớt lại phía sau vị kia Hạo Nguyệt Thánh Tử một chút, nhưng cũng kém cách không lớn. Biểu hiện này cũng là phù hợp ta mong muốn, trừ vị kia Xích Quang là hắc mã, quá mức chói sáng bên ngoài. Những người khác thành tích sắp xếp đều cùng bọn hắn danh khí tương tự. Gần so với thánh địa mạnh nhất Thánh Tử hơi kém, cũng là cực kỳ đáng sợ. Vị này Thanh Phong, cũng hẳn là nhất định có thể đại biểu ta Thương Lan giới người xuất chiến. Không ít người đối với Lý Hạo liên tiếp nhìn lại, chứng kiến Lý Hạo đang vẽ tranh, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Hạo dáng vẻ, tựa hồ có lưu dư lực, tâm tính nhẹ nhõm. Cái này Thanh Phong cũng không đơn giản, đợi đến phía sau chân chính giao phong, có lẽ mới có thể nhìn ra, đến tột cùng ai mạnh hơn. Bất quá, trận này chém giết, cuối cùng đọ sức, hơn phân nửa hay là vị kia Xích Quang cùng song sinh Phật tử. Không riêng gì Lý Hạo, Lâm Thư Hải cũng làm cho người nhìn không thấu, nhưng cuối cùng như vậy. Đám người y nguyên cảm thấy, cặp kia sinh Phật tử nhất yêu dị đáng sợ. Lý Hạo yên lặng vẽ tranh, vẽ lên bút mực lưu chuyển, theo đến tiếp sau lại có hai người hơn 10 phút sau lại đi ra, Lý Hạo họa tác cũng hoàn thành. Họa đạo kinh nghiệm nhắc nhở, 42,000, chứng kiến cái này phong phú kinh nghiệm, Lý Hạo sửng sốt một chút, có chút kinh hãi. Cái này song sinh Phật tử lại có 42,000 kinh nghiệm, cái này điểm kinh nghiệm, tiếp cận với Thương Hải Đại Đế, đối phương thế nhưng là bán thánh. Nói cách khác, cái này song sinh Phật tử chân chính thực lực, cực khả năng chỉ là thoáng kém bán thánh. Lý Hạo đôi mắt nheo lại, đưa mắt nhìn đối phương liếc mắt, lập tức lại quay đầu nhìn về phía Xích Quang. Đối phương họa đạo kinh nghiệm là 35,000, đây là lúc trước vẽ tranh, bây giờ đối phương phải chăng có đột phá, liền không được biết rồi nhưng nhìn đối phương một mực tại trước mặt mình nhảy vọt bộ dáng, rõ ràng có chút đột phá. Lý Hạo thu hồi họa tác, trong lòng thoáng yên tâm lại, nhưng chợt lòng sinh nghi hoặc hướng cặp kia sinh Phật tử nhìn lại. Lại nhìn đối phương lại là xuất thần bộ dáng, lúc trước mỉm cười phảng phất ảo giác. Lý Hạo ánh mắt lấp lóe, mắt nhìn đối phương, không có lại đi phỏng đoán, lập tức lại cầm lấy bút vẽ, hội họa lên vị kia Lâm Thư Hải. Trên chiến đài, còn lại 5 vị thiên kiêu lần lượt kết thúc. Sắp xếp thời gian đều tại 15 phút bên ngoài, trận này 20 vị trí đầu tranh đoạt cũng kết thúc. Lý Hạo đem Lâm Thư Hải hội họa xong, đạt được 37,000 kinh nghiệm, so lúc trước Xích Quang còn muốn hơi mạnh. Lý Hạo có chút ngoài ý muốn. Hướng vị kia lạnh nhạt tú tài bộ dáng thư sinh nhìn lại, đối phương phát giác được Lý Hạo ánh mắt, đối với Lý Hạo hồi lấy mỉm cười. Lý Hạo gật gật đầu, đem họa tác thu hồi. Lúc này, Phật môn trọng tài trước, đem mọi người thời gian sắp xếp hàng ra. Không nghĩ tới, tổng cộng có thể đi vào 5 vị trí đầu phút, cũng chỉ có 5 cái này có chút đứt gãy. Có thể đi vào top 10 phút đồng hồ, cũng mới 6 cái, cũng không biết có hay không ẩn tàng. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, lúc này, thiên thế Phật tôn chậm rãi đưa tay. Vết rách hư không khép lại, mà trên bầu trời mây mù bao phủ, hiển lộ ra kiếp phù du yêu vực bên trong cảnh tượng. Lý Hạo từ cái kia chiếu rọi mây mù trong chiếu ảnh, chứng kiến lúc trước chém bại bán thánh nhện yêu, chính nằm rạp trên mặt đất, mặt ủ mày cho bộ dáng, ngáp. Dường như cảm nhận được chiếu rọi nhìn trộm, bán thánh nhện yêu hướng hư không xem ra, mấy chục cái màu tím nhện mắt nheo lại, ẩn ẩn giống như tại cười nhạo. Lý Hạo đôi mắt chớp động, Phật tôn tiện tay liền có thể chiếu rọi kiếp phù du yêu vực.
khó đảm bảo sẽ không nhìn rõ đến hắn lúc trước chiến đấu. Bất quá, hắn chỉ cần không hiện ra hóa tiên cực cảnh là được, phía sau tranh đấu, tóm lại muốn bại lộ chút thủ đoạn, cũng không tính là gì đại sự. Lúc trước cái kia bán thánh, nhện yêu muốn tìm tòi nghiên cứu hắn thần huyết hấp thu giết chóc oán niệm, Lý Hạo nhìn về phía vị này Phật tôn, theo nhện yêu lời nói, đối phương hẳn là cũng đạt tới thông lực trung cảnh. Nếu là như vậy, đối phương nhục thân, đã thành thần tộc. Nhưng thần tộc tại chư thánh chi địa bị coi là ma tộc, vị này Phật môn chí tôn hẳn là biết được nội tình, nhưng không có triển lộ. Lý Hạo mắt lộ ra suy tư. Lúc này, Phật tôn mở miệng nói, đây là bán thánh yêu ma, bị ta bắt giữ độ hóa, trông coi Linh Châu, cũng là lần này người khảo nghiệm. Hắn sắc mặt tường hòa, giọng điệu lạnh nhạt mỉm cười nói, có thể từ trong tay nó cướp đoạt hồi Linh Châu, đã là cùng thế hệ thiên kiêu, mặc dù hôm nay thất bại, cũng không cần tự nhiễu, dốc lòng tu hành, tương lai vẫn có thoát phàm siêu thánh khả năng. Nghe được Phật tôn trấn an, những cái kia sắc mặt u ám thiên kiêu, khí sắc rõ ràng khôi phục rất nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, hôm nay bại trận đối bọn hắn đả kích xác thực rất lớn, nhưng Phật tôn cái này ôn nhuận lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ đối với Phật môn dâng lên khá lớn hảo cảm. Mà những người quan chiến kia đều là kinh hãi, không nghĩ tới lúc trước 40 người, lại là từ cái kia bán thánh yêu ma trong tay cướp đoạt Linh Châu, khó trách gian nan như vậy. Phía dưới, cột mốc chiếu rọi, thập cường tranh phong, tấn cấp trừ vị, có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Phật tôn hướng mọi người nhìn lại, rõ ràng ánh mắt không có ngưng tụ tại nào đó trên người một người. Nhưng lúc trước tấn cấp 20 người, bao quát Lý Hạo ở bên trong, đều cảm giác ánh mắt của đối phương đang nhìn hướng mình, lại hiền lành ôn hòa, để cho người ta cảm nhận được trưởng giả giống như quan tâm. Theo Phật tôn phân phó, Phật môn Thánh Sơn bên trên, từng vị Bồ Tát bước ra, chiến đài tứ phương, giữa thiên địa dâng lên từng khối đen kịt như bia giống như cự thạch, tản ra xuất thần ánh sáng, hai bên tương liên. Đây là cột mốc, trong đá thần quang thông thiên, cùng toàn bộ thương lan giới chỗ xa xa cột mốc pháp trận hào quang tôn nhau lên, trong chốc lát trên mây mù không, đầy trời phản chiếu lấy toàn bộ Phật môn Thánh Sơn thịnh cảnh. Tại thương lan giới từng cái vương triều, thành lớn bên trong, đều có thể chứng kiến như thế hùng vĩ cảnh tượng. Nguy nga Phật môn Thánh Sơn, từng tòa trang nghiêm túc mục miếu thờ, cùng cái kia mấy trăm vạn đến đây quan chiến hoàng tử quận chúa, thế gia công tử chờ chút. Trọng yếu nhất chính là ba tôn thánh nhân pháp tướng đứng lặng, cùng đông đảo thiên kiều dáng người thẳng tắp, một màn này làm cho cả thương lan giới đều tại trong khoảnh khắc sôi trào. Đó là Phật tôn, thiên thế Phật tôn. Nghe đồn chịu đựng ngàn thế cực khổ, đã lĩnh hội thế gian hết thảy. Là văn thánh, chúng ta người đọc sách trong lòng chí thánh. Đó là kiếm thánh, thiên hạ kiếm khách mục tiêu cuối cùng. Thật nhiều người a, những cái kia chính là ta thương lan giới đỉnh tiêm thiên kiêu sao, ta 25 năm tu thành tam bất hủ, tự xưng là đã là rồng trong loài người, nhưng cùng những thiên kiêu kia yêu nghiệt so sánh, hay là quá yếu. Nghe nói có thánh nữ, 30 tuổi không đến, đã là đạo pháp cảnh, lại nắm giữ rất nhiều cực cảnh cùng thần thông. Cùng cảnh đỉnh tiêm, cái kia Phật môn song sinh Phật tử, nghe nói mới 20 tuổi không đến đâu, bất quá hắn tựa như là khác loại, từ trong bụng mẹ xuất sinh xuống tới lúc, quanh thân quấn quanh Phật quang ma khí, 3 tuổi đã đạt thông lực cảnh đỉnh phong, 10 tuổi đã là tam bất hủ. Đó là thánh nhân chuyển thế, nghe nói là Phật môn một vị cổ Phật chuyển thế, không so được. Vô số người nghị luận, rất nhiều vương triều thế gia thế tử, vô duyên đi Phật môn thánh địa, liền đành phải trong gia tộc nhìn lên thiên khung. Trong mây mù kia chiếu rọi hùng vĩ cảnh tượng, như chư thiên thần Phật để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tại Phật môn Thánh Sơn đỉnh, Lý Hạo mấy người cũng đều thấy cảnh này, cột mốc đã mở, phía dưới chính là chân chính thiên kiêu tranh phong. Trận chiến này, như biểu hiện kinh diễm, tại chỗ liền có thể hấp dẫn đến vô số tín ngưỡng giả, các loại sau đó thành lập miếu thờ, chính là vô số hương hỏa, có thể rút ngắn thật nhiều thành thánh góp nhặt. Nhóm lửa và nén hương hương hỏa, chỉ là thành thánh bước đầu tiên. Đến tiếp sau cần có hương hỏa, càng nhiều càng tốt, hương hỏa càng nhiều, thực lực càng mạnh, đi hương hỏa thành thánh con đường này lực lượng chủ yếu, trừ tự thân thánh đạo bên ngoài, chính là hương hỏa chi lực. Rốt cục bắt đầu, xích quang ánh mắt lộ ra bành trướng chiến ý, thiên kiêu khác ánh mắt cũng biến thành sốt ruột, mà những cái kia không được tuyển người, lại là thần sắc ảm đạm, có ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng hâm mộ, dù là chỉ là lên đài, đều sẽ được toàn bộ thương lan giới ức vạn vạn người chứng kiến, triệt để dương danh. Giờ khắc này, theo Phật tôn hiệu lệnh, Lý Hạo đám người nhao nhao lên đài, 20 người đứng một hàng, khí chất khác nhau. Trước đây 20 bên trong Phật môn chiếm 8 người, chỉ đào thải rơi 2 vị, mà văn tổ thánh địa có 5 người, kiếm tổ thánh địa 4 người, còn lại 3 người, thì là Lý Hạo, Xích Quang, tăng thêm Tố Vân 3 vị tán nhân. Chứng kiến Phật môn chỉ đào thải 2 người, không ít người thất kinh, lần này Phật môn nội tình có chút cường hãn, theo đám người lệnh bài bay lên đến giữa không trung. Tại 3 vị thánh nhân dưới mí mắt, đại đạo quang mang bao phủ, như cơn lốc cuốn lên,
bắn ra từng đôi lệnh bài. Tất cả mọi người cấp tốc nhìn lại, đều tìm đến chính mình lệnh bài đối ứng đối thủ. Lý Hạo chứng kiến đối thủ mình, là trong Phật môn một vị tuổi trẻ La Hán. Đối phương cũng hướng Lý Hạo xem ra, mặt mỉm cười, không vui không buồn. Lý Hạo hướng đối phương khẽ gật đầu, liền quay người thuận theo người khác cùng nhau xuống đài. Tại thế gian mặc dù cùng Phật môn có va chạm, nhưng chuẩn xác mà nói, là Lý Hạo cùng Phật chủ có khúc mắc, mà cái này chư thánh chi địa Phật môn lại là một chuyện khác. Lý Hạo cũng không có ý định đem cửu hận oán khí kéo dài tới, mọi thứ một mã là một mã. Chiến đài bay lên không đi ra, giao cho lần đầu người xuất chiến. Lý Hạo chứng kiến trận chiến đầu tiên này, đúng là Lâm Thanh Anh, đối thủ của nàng là một vị Phật môn thánh tử. Theo chiến đấu khai hỏa, song phương đều triển lộ cực cảnh, dị tượng xuất hiện, toàn bộ chiến đài đều bị lực lượng cuồng bạo lấp đầy. Lâm Thanh Anh thi triển ra Chí Nhu kiếm ý, kiếm khí lạnh thấu xương như băng phiến không ngừng đan xen. Nhưng này Phật môn thánh tử cũng cực kỳ cường hãn, một tôn Phật tượng chiếu rọi, giống như đến Phật thân kim quang gia trì, thể hiện ra cường mãnh lực lượng. Lý Hạo chú ý tới, Lâm Thanh Anh trong bụng có một đoàn kiếm khí đang nổi lên, bổ khuyết bên trên lúc trước đạo thai thiếu thốn. Lực chiến đấu của nàng so với cùng Hạo Nguyệt thánh tử một trận chiến trước, cũng không có suy giảm bao nhiêu, ngược lại có chỗ tăng lên, đối với hư vô kiếm đạo có chỗ lĩnh ngộ. Theo chiến đấu kết thúc, Lâm Thanh Anh thủ thắng. Cái kia Phật môn thánh tử bại trận, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là thu hồi cảm xúc, hướng Lâm Thanh Anh đạo một tiếng Phật hiệu đã nhường, mới quay người xuống đài. Lâm Thanh Anh thu kiếm, hướng Lý Hạo nhìn bên này đến, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt triển lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này tại trong mây mù chiếu rọi, để thương lan giới vô số thành trì quan chiến thế gia thiếu gia, đều mắt bốc kim quang. Vị tiên tử kia là ai? Quá đẹp! Nàng là kiếm tổ thánh địa sao? Ngày mai ta liền đi kiếm tổ thánh địa, từ đây vứt bỏ đao từ kiếm. Vô số người xôi trào, hô hoán Lâm Thanh Anh danh hào, thanh âm này chấn động, trận đầu hoa lệ, để Lâm Thanh Anh thanh danh truyền khắp toàn bộ Thương Lan. Lý Hạo cũng trở về lấy mỉm cười, thay đối phương cảm thấy cao hứng. Các loại Lâm Thanh Anh xuống đài, ngay sau đó chính là Xích Quang ra sân. Đối thủ của hắn là văn tổ trong thánh địa Triệu Thanh Thư. Chứng kiến đối thủ mình lúc, Triệu Thanh Thư sắc mặt đau thương, thầm hô không may, nhưng nghĩ tới Lý Hạo đem đối phương đánh bại, mà tại trên thánh sơn, sư tôn cùng Lý Hạo lại thân cận. Mình nếu là cùng tay của đối phương hạ bại tướng tùy tiện nhận thua, vậy liền quá trơ trẽn, vậy liền chiến. Bại. Triệu Thanh Thư thua rất nhanh, Xích Quang không có ý định lưu tình, một đạo hỏa hệ thần thông đưa tay, Triệu Thanh Thư liền toàn thân thiêu đốt ra tâm viêm, trong lòng đố kỵ giống cỏ dại giống như cháy hừng hực, hắn hỏa thế tốc độ, để Xích Quang đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Bất quá, cứ việc thua, nhưng Triệu Thanh Thư hay là đem thư hải thần thông của mình bộc phát, đầy trời đao quang kiếm ảnh. Hoa ảnh hoa lệ, chỉ là nhanh chóng bị bại tận. Để cho người ta để tư vị. Chương 150, nộ khí, trăm tầng trấn áp. Nhưng muốn bọn hắn vật làm nền tặng lễ. Văn Thánh cười tủm tỉm nói, ta nguyện cho tên thứ 230 thành hương hỏa. Hắn đối Lâm Thư Hải thực lực có phần có tự tin, duy nhất trở ngại là kia Xích Quang. Ngươi cho thứ nhất, ta cho thứ hai, rất hợp lý. Kiếm Thánh nhãn mắt chớp động dưới, đạm mạc nói, đã hai vị đều có lịch sự tao nhã, ta liền cho hạng 320 thành hương hỏa. Đối phương muốn đưa mình đồ nhi 50 thành hương hỏa, hắn ngăn không được, nhưng riêng phần mình đưa riêng phần mình đồ đệ là được. Chỉ là, Hạo Nguyệt có thể hay không cầm dưới thứ ba, Kiếm Thánh cũng không có nhiều nắm chắc, dù sao tại Hạo Nguyệt trước mặt trở ngại quá nhiều, trừ Xích Quang, Lâm Thư Hải bên ngoài, còn có cái Thanh Phong. Nếu không phải lúc trước kiếm chủ nói qua Lý Hạo tuổi tác mới 30 không đến, tu hành thời gian quá ngắn, nếu không lấy Lý Hạo lúc trước một kiếm bại Hạo Nguyệt khí thế đến xem, rõ ràng còn có lưu dư lực. Thậm chí có hy vọng tranh đoạt thứ hai. Nhìn ra bọn hắn tâm tư, Phật Tôn than nhỏ, nói, chuyến này 10 cái danh ngạch, cùng chư thiên tranh phong, top 100 tranh đoạt, cuối cùng có thể đưa thân 10 vị trí đầu người, đều là các giới 10 dặm chọn một, có lẽ chỉ có một người có thể đi vào, chỉ có đem hương hỏa tài nguyên tập trung, phương có thể bồi dưỡng ra ưu tú nhất thiên kiêu. Văn Thánh cùng Kiếm Thánh nhãn thần ngưng lại, hướng hắn nhìn lại. Hai vị đã nguyện cùng ra 50 thành hương hỏa, cộng lại 100 thành. Đủ để nhóm lửa một nén nhang, sao không điều ban cho thứ nhất, cũng có thể kích phát ra bọn hắn tranh đoạt quyết tâm, như hai vị cao đồ có thể nắm lấy số 1, ta tất cao giọng chúc mừng. Phật Tôn nói, Văn Thánh sắc mặt âm trầm, nói đều nói đến đây phần bên trên, bọn hắn cũng nhìn ra Phật Tôn quyết tâm. Nghe qua Phật Tôn đối đãi đệ tử cực kỳ dụng tâm, ta hôm nay ngược lại là thấy được. Văn Thánh khẽ cười nói, nhưng lời nói bên trong hàm ẩn mỉa mai. Kiếm Thánh hờ hững nói, như thứ hai thứ ba cũng chỉ là hơi kém tiếc bại. Cái này khen thưởng chênh lệch không khỏi làm cho lòng người sinh lười biếng. Phật Tôn nói, võ đạo một đường, bại tức là bại, sao là tiếc bại, sinh chết trước mặt, một tuyến liền phân ra.
Thấy đối phương vì đồ đệ mình nói đến phân thượng này, Văn Thánh cùng Kiếm Thánh cũng đều không nói lời gì nữa. Khoảng khắc, tại Xích Quang cùng Triệu Thanh Thư giao chiến kết thúc, Phật Tôn lớn tiếng nói ra hạng nhất khen thưởng. Nghe được trăm thành hương hòa, dưới đài không ít người đôi mắt phát sáng lên. Xích Quang ánh mắt lộ ra hừng hực chi sắc, ba đại thánh nhân lại cộng đồng tặng cho trăm thành hương hòa. Cái này thứ nhất, hắn tất tranh. Dưới đài một chỗ khác, Lâm Thư Hải đôi mắt bên trong cũng hiện ra một chút ánh sáng, khóe miệng lộ ra ý cười. Hạo Nguyệt Thánh Tử mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra mấy phần lệ khí, nói thật, đáy lòng của hắn đối thứ nhất cũng không có bao nhiêu tự tin, lúc trước thua ở kia Thanh Phong trong tay, để hắn đạo tâm xuất hiện vết rách, tại sư tôn tương trợ hạ mới nói tâm phong bế, kiếm ý nâng cao một bước, nhưng dù vậy, lần này gặp qua kia song sinh Phật tử, trong lòng của hắn lại có chút không chắc. Đã từng coi trời bằng vung thiên kiêu ngạo khí, tại kia kiếm tổ thánh địa trên thánh sơn, tựa hồ cũng bị một kiếm kia cho chảm rỗng. Nhưng lớn như thế dụ hoặc, trăm thành hương hỏa, đủ để bù đắp được mấy trăm năm khổ tu. Những này hương hỏa bình thường là bị thánh nhân một mực đem khống chẳng khác gì là, từ thánh nhân trong túi bỏ tiền, độ khó cực lớn, muốn lấy được trăm thành hương hỏa cũng không dễ dàng. Như lại cho ta 10 năm, Hạo Nguyệt ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, thầm hận thời gian ngắn ngủi, tuế nguyệt dễ trôi qua. Trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác thiên kiêu cũng đều ánh mắt lộ ra hâm mộ. Đáng tiếc, cái này khen thưởng chỉ cấp thứ nhất, mặc dù bọn hắn đều có thiên kiêu ngạo khí, nhưng lại không phải mù quáng tự tin. Mà Phật Tôn truyền ra, thông qua cột mốc chiếu rọi truyền lại, toàn bộ Thương Lan giới cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, vô số người cao giọng ca tụng ba đại thánh nhân khẳng khái đại nghĩa, các vương triều thành trì bên trong, lại nhiều hơn rất nhiều ba đại thánh nhân tín đồ, vì đó tăng thêm hương hỏa. Lý Hạo nghe được Phật Tôn, có chút ngoài ý muốn, trăm thành hương hỏa, đủ để nhóm lửa một nén nhang. Hắn hương hỏa thành thánh đường, cũng đem lần nữa rút ngắn 100 năm. Đây chính là 100 năm, với hắn mà nói, cực kỳ dài lâu, là phàm con người khi còn sống. Không bao lâu, theo Xích Quang giao chiến kết thúc, trận thứ 3, Biên Như Tuyết đối chiến Lý Thanh Y. Lý Thanh Y nghe được Phật Tôn, mặc dù biết tự thân vô vọng, dù sao chỉ là Lâm Thư Hải sư huynh, nàng liền không khả năng chiến thắng, nhưng vẫn là có loại phấn chấn cảm giác, có thể cảm nhận được ba đại thánh nhân đối với cái này chiến coi trọng. Cẩn thận, đối thủ của ngươi, là kia kiếm tổ thánh địa bên trong trẻ tuổi nhất thánh nữ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng sư tôn là kiếm thánh, bất quá nghe nói nàng chỉ có 4 cực cảnh. Cái khác thánh tử cho Lý Thanh Y thấp giọng nói, đem sưu tập đến tình báo cáo chi. Tại văn tổ thánh địa đông đảo thánh nữ bên trong, Lý Thanh Y thuộc về nuông chiều, dù sao phụ thân là văn thánh, địa vị phi phàm, tăng thêm cô gái nhỏ này có chút hồn nhiên, làm người nhiệt tình lại hoạt bát, cũng thâm thụ người khác yêu thích. Nghe được các sư huynh đệ nhắc nhở, Lý Thanh Y dùng sức chút đầu, có thể đi đến một bước này đều không phải là nhân vật đơn giản. Rất nhanh, hai bóng người đẹp đẽ phiêu nhiên lên đài, pháp trận ngưng kết đóng kín. Nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nữ muốn giao phong, dưới đài tiếng hoan hô cổ vũ, lần này xuất thủ, Lý Thanh Y không giống cùng Lý Hạo giao thủ như thế, che giấu tung tích, mà là vận dụng tự thân chân chính lực lượng. Nàng đưa tay mà lên, trong tay áo một cuốn sách sách bay lên mà ra, là kiện sách Thánh Hiền Chí Bảo. Tương đương với kiếm khách thần kiếm, nương theo lấy tay nàng chỉ phát công, trang sách như lớn gió lay động, không ngừng tung bay, đầy trời dị tượng tại phía sau hiện ra, trong sách có 8 thiên, giờ phút này dẫn đầu vượt qua yêu ma thiên, thần quỷ thiên. Rất nhiều dữ tợn hư ảnh hiện ra, hóa thành dòng lũ hướng Biên Như Tuyết phóng đi. Biên Như Tuyết ánh mắt đạm mạc, dáng người thẳng tắp, trên mặt ẩn ẩn mang theo 3 phần sư tôn kiếm thánh như vậy tuyệt trần lạnh nhạt, trong lòng bàn tay bỗng nhiên rút kiếm, kiếm quang chiếu rọi tứ phương. Một kiếm xưng lên, hai kiếm tuyết bay, trên chiến đài trong khoảnh khắc băng thiên tuyết địa, vô tận hàn phong cuốn lên, đem những cái kia dị tượng xé nát. Băng tuyết kiếm ý, tứ cực cảnh bộc phát, nguyên thần lên đỉnh đầu lăng không, Biên Như Tuyết xuất thủ chính là mạnh nhất, không có lưu tình. Lý Thanh Y khóe miệng mỉm cười, treo tại trước mặt sách nhanh chóng tung bay, trong đó nhân gian thiên hiển hiện. Từ trong sách đi ra một đạo lão ông, mang theo mũ rộng vành, bên hông mang theo hồ lô rượu, thần sắc thảnh thơi. Nhưng bỗng nhiên cầm xuống mũ rộng vành, kia mũ rộng vành lại xoay tròn như lưỡi dao, đem bốn phía băng tuyết kiếm ý cắt đứt. Tâm ta hướng trăng sáng. Lý Thanh Y than nhẹ. Đạo như pháp tắc, phía sau trăng sáng mà ra, kia trăng sáng chiếu rọi ra quang mang, lại hội tụ tại kia lão ông trong tay, hóa thành một thanh kiếm quang, ngưng nguyệt chỉ riêng làm kiếm, chảm thiên địa âm dương, mênh mông kiếm ý vung ra, như tuyệt thế kiếm khách, lại để băng tuyết xuất hiện vết rách, giống như là thổi vào một cỗ gió lớn. Cái này gió cũng không nóng bỏng, lại làm cho hàn khí biến mất. Biên Như Tuyết trong mắt hiển hiện chấn kinh, đối phương thông qua văn đạo tu hành, thế mà cũng có thể có đáng sợ như vậy kiếm khí. Ta lấy thiên địa lập hồn. Lý Thanh Y trong mắt bắn ra hào quang óng ánh, phía sau bỗng nhiên một tôn thiên địa pháp tướng chiếu rọi mà ra,
thân thể của nàng bay ngược, cùng pháp dung hợp, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào, kia lão ông toàn thân cũng bộc phát ra càng đáng sợ uy thế. Bỗng nhiên nâng lên kiếm quang chém ra. Bành một tiếng, băng tuyết vỡ vụn. Điền Như Tuyết nghĩ ngăn cản, lại ngăn không được, nàng cực cảnh triển lộ, nhưng lực lượng bị đối phương áp chế, phải kém hơn một bậc, mà nàng băng tuyết kiếm ý, bị đối phương kêu gọi ra trong sách lão ông cho chặt đứt. Đối phương văn ý, so kiếm ý của nàng càng mạnh, quy khư. Điền Như Tuyết tránh thoát một kiếm này, lập tức hướng Lý Thanh Y cấp tốc tới gần. Thiên địa bát hoang. Lý Thanh Y nói khẽ, không nghĩ tới cái này văn tổ thánh địa bên trong Do Phong, thanh thế hung mãnh như vậy to lớn. Cột mốc chiếu rọi, vô số người đều nhìn thấy trận chiến này kết quả, có người nghi hoặc kia kiếm tổ thánh địa bên trong thánh nữ, vì sao không cần thiên địa pháp tướng. Nhưng không ai cho ra đáp án. Dù sao biết được Điền Như Tuyết không có thiên địa pháp tướng người chỉ là số ít, lại thân phận tôn quý, đều đi vào hiện trường quan sát. Điền Như Tuyết khóe miệng đắng chát, không nghĩ tới mình dừng bước thập cường bên ngoài. Bất quá, nghĩ đến sư tôn nói lời, trong nội tâm nàng lại hơi thư hoãn rất nhiều. Dù sao nàng không có thiên địa pháp tướng, tuổi tác lại quá nhỏ, chỉ là, nghĩ tới những thứ này lúc, nàng không khỏi nghĩ đến một kiếm kia chảm bại Hạo Nguyệt thân ảnh. Kiếm chủ nói đối phương cũng là 30 không đến, nhưng kiếm đã nhập đạo. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt có chút chớp động, hướng dưới đài nhìn lại, nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Đối phương cũng đang quan chiến, lẫn nhau ánh mắt đụng vào, Điền Như Tuyết ánh mắt rung động xuống, bỗng nhiên có loại khó tả cảm giác. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến hồi nhỏ đạo thân ảnh kia, nội tâm lại rất nhanh bình phục, sau đó nghĩ đến của mình kiếm. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là chưa thể triệt để chặt đứt, cái này cũng có thể chính là nàng kiếm đạo cuối cùng trở ngại. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo xuống tới, không có nhiều lời. Chuyển thân xuống đài, chỉ là trong đầu, rất nhiều hình tượng đều tại biến mất. Nhìn qua kia chiến thắng đối thủ, nàng minh bạch, như mình lại tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ còn bại, sẽ còn bị những này thiên kiêu từng cái siêu việt. Nàng muốn triệt để chặt đứt, lấy băng tuyết đông kết lòng của mình, sau đó đem nó vỡ vụn. Nghĩ tới những thứ này, nàng có loại ngộ hiểu cảm giác. Phật điện bên trên, kiếm thánh giống như phát giác được cái gì, đôi mắt quét tới, nhìn thấy Điền Như Tuyết tại dưới đài ghế chỗ. Từ từ nhắm hai mắt, nhưng quanh thân hình như có đạo vận vờn quanh. Trong mắt của hắn hiển hiện một vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười, nhấc vung tay lên, Điền Như Tuyết từ ghế bên trong biến mất, đi vào hắn trước mặt, nhưng loại này Nazi nhưng lại chưa kinh động Điền Như Tuyết, đối phương y nguyên đang nhắm mắt. Hắn chỉ là đem khắp chung quanh tạp niệm ngăn cách, để không bị quấy rầy. Văn Thánh cùng Phật Tôn nhìn qua, Văn Thánh ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, lại cười nói, chúc mừng kiếm thánh, nghĩ không ra lệnh đổ thiên tư như thế hiếm thấy, thế mà trong chiến đấu đốn ngộ. Đây là muốn tiếp cận nhập đạo dấu hiệu, vẫn là lệnh nữ thiên tư cao hơn, nhẹ nhõm đưa nàng đánh bại, này mới khiến nàng có ngộ hiểu thời cơ. Kiếm thánh mỉm cười nói, Điền Như Tuyết có thể có này cảm ngộ, hắn cũng rất là trấn an. Lúc trước Điền Như Tuyết đủ loại quá khứ, hắn cũng biết Điền Như Tuyết muốn nhập đạo, nhất định phải bước ra một bước này. Bây giờ, nàng rốt cục từ hiểu. Mau nhìn, kia Điền Như Tuyết thánh nữ xuất hiện tại kiếm thánh thân bên. Nàng giống như tại tu hành. Đây không phải là tu hành, là đốn ngộ, nàng tại đốn ngộ. Ông trời của ta, trận chiến này lạc bại, nàng đốn ngộ. Khó trách 30 tuổi không đến liền thành thánh nữ, thiên tư này cũng quá yêu nghiệt đi. Dưới trận, vô số người chấn kinh, người tu hành thường đem đốn ngộ treo ở bên miệng, nhưng chân chính muốn làm đến lại rất khó, cũng cực kỳ hiếm thấy. Như trong chiến đấu đốn ngộ, bị kích thích, còn có thể hiểu được, sau khi chiến bại bình thường tâm tính không nhận hao tổn cũng không tệ rồi, thế mà còn có thể đốn ngộ, cái này có chút đáng sợ. Lý Thanh Y thu công xuống đài, thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc, chợt có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình thành đối phương bàn đạp. Xích Quang cùng Lâm Thư Hải mấy người cũng nhìn lại, nhưng thần sắc không nhiều lắm biến hóa, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đốn ngộ cũng là bại tướng dưới tay, không tại thập cường bên trong, cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, không đang suy nghĩ bên trong. Tu luyện đến nay, thiên kiêu đều có ngộ hiểu thời điểm, chỉ là đối phương giờ phút này ngộ hiểu thời cơ có chút làm cho người chú mục thôi. Theo cuộc chiến thứ 3 Do Phong kết thúc, kế tiếp là Lý Hạo cùng vị kia đệ tử Phật môn Đạo Sức. Lý Hạo cũng không nhiều trì hoãn chờ chiến đài đưa ra, liền một bước đạp vào chiến đài. Hắn cao mà thẳng tắp dáng người, lập tức hấp dẫn toàn trường chú mục. Một bên khác, kia Phật môn Thánh tử lên đài, lại chỉ là gây nên đệ tử Phật môn xì xào bàn tán. Là Phổ Hoa Thánh tử. Trận chiến đấu này có trò hay để nhìn, kia Thanh Phong nếu là khinh thị Phổ Hoa Thánh tử, tất nhiên phải bị thua thiệt. Phổ Hoa Thánh tử lúc trước thế nhưng là cùng song sinh Phật tử, đều có thể đọ sức ba chiêu, chuyên tu thần thông, phi thường đáng sợ. Theo pháp trận ngưng kết, chiến đài phong tỏa. Một thân màu bạch kim cà sa Phổ Hoa Thánh tử mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ là ánh mắt bên trong lại hơi có vẻ một tia phong mang,
đối Lý Hạo chắp tay trước ngực, nói một tiếng thí chủ đã nhường. Lý Hạo mặc dù phát giác đối phương khí chất cùng lúc trước ôn hòa có biến hóa, nhưng cũng khẽ vuốt cằm, lấy lễ để tiếp đón, tất lấy lễ hoàn lại. Chờ chào hỏi đánh xong, Lý Hạo lòng bàn tay ấp ủ lên kiếm khí, không có che giấu, cũng không có ý định bỗng nhiên tập kích. Phổ Hoa Thánh Tử toàn thân thì tách ra sáng chói Phật quang, phía sau có Tôn Nguy Nga La Hán pháp tướng, cùng lúc đó, chỗ trán đột nhiên vỡ ra một đạo kim ngấn, bên trong bắn ra thần quang. Thiên Nhãn Thông mở con mắt thứ ba, có thể càng thêm cẩn thận nhìn rõ chiến đấu biến hóa. Theo trên trán thiên nhãn vỡ ra, đột nhiên, Phổ Hoa Thánh Tử nhìn thấy Lý Hạo giữa hai tay hắc khí lượn lờ, không khỏi biến sắc, tức giận mà nói, thí chủ đúng là ma tu. Lý Hạo sững sờ, chợt nhìn mình hai tay, lúc trước hấp thu giết chóc oán khí, đã phong tỏa tại thần huyết bên trong, còn tại luyện hóa, đối phương thế mà có thể nhìn ra. Thân là ma tu, vậy mà cũng dám đến ta Phật môn tịnh địa, thí chủ thật to gan. Phổ Hoa Thánh Tử ánh mắt trở nên băng lãnh, đáy mắt phong mang càng hơn. Hắn truyền ra, dưới đài vô số người kinh động, ma tu, Thanh Phong là ma tu, không ít hoàng tử quận chúa cùng thế gia công tử đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn cùng giật mình. Mà lời này thông qua cột mốc truyền ra, tại toàn bộ Thương Lan giới đều nhấc lên xôn xao. Mặc dù chư thánh chi địa, bao dung tính cực mạnh, yêu ma cùng nhân tộc thậm chí đều có thể chung sống, nhưng đối tuyệt đại đa số dân chúng tới nói, y nguyên, không thể nào tiếp thu được ăn nhân yêu ma cùng khát máu tàn sát ma tu tồn tại, người người phỉ nhổ. Bên ngoài sân, Xích Quang cùng Lâm Thư Hải bọn người hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc lại không biến hóa quá nhiều. Dân chúng e ngại ma tu, bởi vì dân chúng tay không tấc sắt, nguồn gốc từ tại sợ hãi, nhưng thân là người tu hành, lại là đỉnh tiêm thiên kiêu, bọn hắn cũng biết, đao không sợ người, hại người chính là cầm đao người, ma tu cũng tốt, yêu ma cũng được, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, đều là có thể trấn thủ nhân tộc lực lượng. Những cái kia thần thú, cũng là yêu ma mà đến, chỉ là bị trấn áp thuần dưỡng, bởi vậy ngược lại được người kính ngưỡng. Yêu ma lấy nhân tộc làm thức ăn, nhân tộc thiên kiêu đồng dạng lấy yêu ma tới tu luyện, lẫn nhau chỉ có chủng tộc khác biệt, không có thiện ác khác biệt. Bởi vậy, cho dù biết được Lý Hạo là ma tu, bọn hắn cũng không có cảm thấy là bao lớn sự tình, đều là vì tu hành, chỉ cần phần này lực lượng dùng tại nhân tộc trên thân chính là chuyện tốt. Mà dưới đài đông đảo đệ tử Phật môn, lại là cùng nhau biến sắc, đều là kinh sợ mà nhìn xem Lý Hạo. Lý Hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua, trừ mình nhận biết Lâm Thanh Anh, cùng khán đài bên ngoài Lâm Sơn Hải chờ luyện đan sư mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đang vì mình lo lắng bên ngoài, còn lại đại đa số, không quen biết những hoàng tử kia thế tử chờ đến đây người quan chiến, đều là một mặt kinh ngạc cùng xem thường. Lý Hạo ngẩng đầu, hướng kia Phật điện từ cao Phật tôn nhìn lại, đối phương cũng nhìn xuống xem ra, nhưng biểu lộ vô hỉ vô bi, như nhìn xuống nhân gian sâu kiến. Lý Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy một tia châm chọc, đối phương sai đem mình độ hóa giết chóc oán niệm xem như ma khí, cái này không những không phải ma khí, mà là mình đang siêu độ, đưa những cái kia giết chóc oán niệm vãng sinh. Như thật muốn tính ma khí, kia lớn nhất ma khí chính là Phật tôn, theo kia bán thánh nhện yêu nói, đối phương hơn phân nửa cũng đạt tới thông lực trung cảnh, cũng hấp thu những này giết chóc oán khí, thậm chí, kia phủ sinh yêu vực bên trong đông đảo giết chóc oán niệm, liền là đối phương tận lực vun trồng mà ra. Nghĩ đến đây, Lý Hạo trong lòng giật mình, như là như thế này, vị này Phật tôn toan tính mưu quá lớn, muốn hương hỏa cực đạo song tu thành thánh. Lý Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đối phương Phật quang chiếu rọi kim sắc khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nói xấu, cái gì ma tu, như thật muốn nói ma tu, các ngươi song sinh Phật tử chẳng lẽ không phải ma tu. Hắn cùng ngươi khác biệt, hắn là trời sinh có tâm ma xâm nhập, từ khi ra đời liền cùng thiên ma chống lại, gánh vác đại hoành nguyện cùng sứ mệnh. Hắn đời này số mệnh chính là hàng phục tâm ma, có thể xưng vĩ đại, mà ngươi là tự cam đọa lạc. Phổ Hoa Thánh Tử ánh mắt nheo lại, ngữ khí lạnh như băng nói. Lý Hạo nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên nở nụ cười, nói, trong cơ thể hắn có ma khí, ngoài có ma tượng, là gánh vác hồng nguyên, là chúa cứu thế, đến người khác nơi này chính là tự cam đọa lạc. Ngươi không cần giảo biện, thân vì nhân tộc, lại dùng như thế ác độc công pháp tu hành, nên chu. Ngươi đã biết ta kiếm pháp nhập đạo, của ta kiếm đạo lại không phải ma đạo. Ta cần gì phải tu tập công pháp ma đạo? Chỉ dựa vào của ta kiếm đạo, đủ để hoành hành không sợ, không cần mượn ma đạo tu hành. Lý Hạo lớn tiếng nói. Như thế cùng ngôn, không khỏi quá mức đi, ngươi kiếm đạo tuy mạnh, có thể bại chúng ta, nhưng cùng đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh nhưng vẫn là kém. Muốn tranh đoạt chí tôn kia thiên kiêu chiến 10 vị trí đầu, thậm chí thứ nhất, lợi dục câu dẫn, rơi vào ma đạo, cũng đúng là bình thường. Phổ Hoa Thánh Tử nói, nghe được đối phương. Không ít người nghĩ thầm có lý, lấy Lý Hạo kiếm đạo lực lượng, cầm xuống Thương Lan giới thập cường danh ngạch không thành vấn đề, nhưng khiêu chiến chư thiên muốn cầm xuống 10 vị trí đầu,
lại không khỏi có chút gian nan, vì thế bí quá hóa liều sa đọa ma đạo, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Lý Hạo nghe được đối phương, nhưng không khỏi cười. Người nếu nói ta là ma tu, vậy liền cầm ra chứng cứ đi. Lý Hạo lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi nói. Người tính sai, ta vừa lúc có cửa thần chiếu thông, có thể đem ma khí chiếu rọi mà ra. Phổ Hoa Thánh Tử dường như ngờ tới Lý Hạo, cười lạnh một tiếng nói, chợt toàn thân kim quang bỗng nhiên sáng chói. Lý Hạo hơi híp mắt lại, thể nội lực lượng lại bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, tụ tập tại hai tay bên trong, thần huyết nhanh chóng chuyển động, đem những hắc khí kia không ngừng luyện hóa. Cùng lúc đó, hắn thu liễm khí tức, trên trăm trọng đạo vực tầng tầng lớp lớp chiếu rọi mà ra, đem Phật quang ngăn cản. Trăm tầng đạo vực. Nhìn thấy Lý Hạo triển lộ đạo vực, mọi người dưới đài kinh hãi, nhấc lên xôn xao. Một màn này thông qua cột mốc chiếu rọi, toàn bộ Thương Lan giới mấy chục vương triều thành trì bên trong, cũng đều chấn kinh yên tĩnh. Thái Bình đạo vực đã là vương triều bên trong cường giả hạng nhất, mà Lý Hạo thế mà ngưng luyện ra trên trăm trọng đạo vực. Cái gì? Xích Quang đồng tử hơi co lại xuống, đáy mắt lộ ra một tia chấn kinh. Trăm tầng đạo vực, cái này cần hao phí cực lớn tinh lực, mặc dù không kịp kỹ pháp nhập đạo tới trực quan, nhưng tầng tầng lớp lớp điệp ra, đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ chất biến, trở thành cực mạnh lực lượng. Hắn không có đem tâm tư hoa ở phương diện này, là bởi vì quá tốn thời gian, ích lợi khá thấp. Như kỹ pháp lâm vào bình cảnh, mới có thể chuyển tu đạo này, đem đạo vực cô đọng càng nhiều, góp nhặt càng đánh nữa hơn lực. Lâm Thư Hải trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, kiếm pháp nhập đạo, thêm trăm tầng đạo vực, thực lực này đủ để là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc. Lâm Thanh Anh chờ kiếm tổ thánh địa rất nhiều thánh tử thánh nữ, đều là chấn kinh, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hạo chân chính lực lượng. Lúc trước Lý Hạo một kiếm bại Hạo Nguyệt, rõ ràng có lưu dư lực, đây chính là Lý Hạo dư lực sao? Trong đám người, chỉ ở dưới đài quan chiến Giang Ánh Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trăm tầng đạo vực, so sánh với lúc trước tại kiếm lâu bên trong, kiếm chủ nói tới 97 trọng, Lý Hạo trong thời gian ngắn ngủi, lại ngưng luyện ra tam trọng, đây chính là hắn chân chính chiến lực, ta đã sớm biết. Giang Ánh Nguyệt toàn thân kích động run rẩy, cái này đại bí mật hắn chỉ cáo chi qua giao tổ, không có cùng bất luận kẻ nào nói, một mực nghẹn dưới đáy lòng, nhanh biệt xuất nội thương, nhìn thấy Lý Hạo tại thần triều tán nhân chiến bên trong, không vận dụng đạo vực liền đánh bại Xích Quang, là hắn biết Lý Hạo còn lưu có sức mạnh, ngoại nhân đều thịnh truyền Xích Quang cũng không có đem hết toàn lực, nhưng người ta Thanh Phong chẳng lẽ liền tận lực. Trăm tầng đạo vực, chỉ là đạo vực, liền có thể để pháp tắc thần thông đình trệ. Giang Ánh Nguyệt trong mắt tỏa sáng quang mang, mà trên đài, kia Phật Quang tại Lý Hạo đạo vực bên ngoài, không cách nào tiến thêm nửa phần. Trăm tầng đạo vực, đã đủ để đem nó thần thông ngăn cản, không cách nào xâm nhập. Ngươi không dám lấy chân diện mục gặp người. Phổ Hoa Thánh Tử nhịn không được kinh giận dữ nói. Lý Hạo cười lạnh, là thần thông của ngươi quá rắc rưởi, không có bản sự chiếu rọi ra, đánh không lại liền ăn không nói xấu, ta chỗ hiện ra lực lượng, cái nào điểm có nửa phần ma đạo cái bóng. Hắn đạo vực bên trong kiếm khí tràn ngập, rõ ràng là kiếm vực, cùng ma đạo không liên hệ chút nào. Nghe được Lý Hạo, dưới đài không ít người cũng đều ánh mắt lộ ra kinh nghi, xác thực, ma đạo cái bóng bọn hắn cũng không thấy, huống chi, chỉ là Lý Hạo có thể ngưng luyện ra trăm tầng đạo vực. Tăng thêm kiếm pháp nhập đạo, thật có tu hành ma đạo tất yếu sao? Ma đạo tặc nhân, còn mưu toan giả biện. Phổ Hoa Thánh Tử kinh sợ, mặt mũi tràn đầy nghẹn đỏ, thần thông pháp tắc lại căn bản là không có cách thẩm thấu đến Lý Hạo, đạo vực bên trong. Lý Hạo cánh tay bên trong thần huyết cổ động, những cái kia giết chóc oán niệm tại gia tốc luyện hóa bên trong, rất nhanh, khí tức dần dần trở thành nhạt. Hắn giơ tay lên, từ trong hư không rút ra một đạo kiếm khí, bỗng nhiên hướng kia Phổ Hoa Thánh Tử chém tới. Một kiếm này có thể hay không là ma kiếm? Kiếm khí như thanh phong, chiếu rọi thiên địa, thuần khiết mà thanh sáng, tản ra mênh mông kiếm uy. Phổ Hoa Thánh Tử con ngươi co rụt lại, phía sau chiếu rọi ra thiên địa pháp tướng, gầm thét lên, nếu không độ ma, ta thể không thành Phật. Như thế chấp niệm, đã tính nhập ma. Lý Hạo ánh mắt bẽ nghễ, hờ hững nói. Hắn kiếm quang trong tay bỗng nhiên rơi xuống, đem đối phương thiên địa pháp tướng bổ ra, trăm tầng đạo vực chấn áp. Như tồi khô lạc hủ, đem đối phương pháp tắc chấn áp phá hủy. Lý Hạo bước ra một bước, quy khư thuấn di đến trước mặt đối phương, trực tiếp đem đối phương từ pháp tướng bên trong đá ra, dẫm tại dưới chân, chiến đài băng liệt. Người nói ta là ma, đó chính là ma lại như thế nào, nhưng có quy củ hạn chế, ma tu không thể tham chiến. Phổ Hoa Thánh Tử bị Lý Hạo dẫm tại ngực, thua ở dưới chiến đài, ho ra thần lực trạng thái dưới kim sắc máu tươi. Hắn cắn răng nói, mặc dù không có quy củ như vậy, nhưng ta không cho phép. Ngươi thì tính là cái gì? Lý Hạo nở nụ cười, ta chẳng những có thể tham chiến, hơn nữa còn sẽ nắm lấy số một. Phổ Hoa Thánh Tử con ngươi co vào, nghe ra Lý Hạo lời nói bên trong ý tứ, như nắm lấy số một,
Phật Tôn còn đem tự mình ban cho Lý Hạo trăm thành hương hỏa, thân là Phật môn, lại ban cho Ma Tu trăm thành hương hỏa, điều này không nghi ngờ chút nào là Phật môn sỉ nhục, hung hăng đánh Phật môn mặt mũi. Ngươi vọng tưởng. Phổ Hoa Thánh Tử cắn răng, hai mắt bên trong kim quang lấp lóe, giống như đang nổi lên công kích. Lý Hạo trong mắt lại đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm mang, đối mặt ánh mắt, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, đem nó ánh mắt xuyên thủng. Phổ Hoa Thánh Tử kêu thảm một tiếng, hai mắt phun máu, đưa tay che hốc mắt. Lý Hạo giơ chân lên, đem nó từ bên chân một cước đá bay tại pháp trận kết giới bên trên, tuyên cáo mình trận này thắng lợi. Nhìn thấy Lý Hạo bá đạo như vậy, tất cả mọi người là rung động, tuy nói Phổ Hoa Thánh Tử nói Lý Hạo là ma tu, nhưng lại cũng không cầm ra chứng cứ, chỉ là một ngụ chi ngôn, ngược lại là Lý Hạo cho thấy lực lượng, làm người ta giật mình, trăm tầng đạo vực để vô số thiên kiêu đều tin phục. Ngươi có phải hay không ma tu ta mặc kệ, nhưng nghĩ nắm lấy số một, chỉ sợ có chút khó đi. Xích Quang nói với Lý Hạo, mặc dù trăm tầng đạo vực để hắn rất là giật mình, nhưng hắn tự thân lực lượng cũng không sợ, huống chi hắn tự thân đạo vực mặc dù không có trăm tầng, nhưng cũng có 50 tầng, đủ để miễn cưỡng ngăn cản, lại phối hợp hắn lực lượng chân chính, đủ để xuyên thủng Lý Hạo đạo vực. Có bao nhiêu khó? Lý Hạo nhìn về phía hắn, giờ phút này tâm tình không tốt, cũng không có lúc trước sắc mặt tốt, bằng ngươi sao? Xích Quang khẽ giật mình, lúc trước Lý Hạo mang đến cho hắn một cảm giác nho nhã hiền hòa, cực kỳ tùy ý, nhưng giờ phút này lại giống một đạo phong mang tất lộ bảo kiếm, sợ không thể chạm vào. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối phương kiếm pháp nhập đạo, như thế nào lại không có thiên kiêu sắc bén quang mang đâu. Hắn không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười, nói, này mới đúng mà, có ý tứ, hy vọng đằng sau gặp được ngươi, ngươi sẽ không hối hận lời này. Không cần đằng sau, bại ngươi chỉ cần một kiếm, tùy thời có thể để ngươi yên tĩnh. Lý Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chương 151, Phật Tôn khinh ngữ, duy ngã kiếm đạo. Nghe được Lý Hạo lời này, Xích Quang nhíu mày, trên mặt ý cười thu liễm, toàn thân đột nhiên tách ra nồng đậm xích diễm, trăm tầng đạo vực, xem ra để ngươi rất tự tin, vậy ta hiện tại liền đến lĩnh giáo một chút, nhìn ngươi như thế nào một chiêu bại ta. Hắn thân ảnh nhảy lên, liền bay lên đến trên chiến đài, lại muốn làm trận cùng Lý Hạo giao phong. Nhìn thấy bực này kinh biến, dưới đài đều là tiếng kinh hô, hai vị thần triều bên trong đi ra đỉnh tiêm thiên kiêu. Liền muốn tại lúc này cứng đối cứng sao, rất nhiều người đôi mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Giờ phút này, trong Phật môn một vị bán thánh lại mặt lạnh lấy mở miệng, nói, đã là đạo sức, từ có quy củ, hai vị chớ có phá hư quy củ, như muốn so liều chờ đạo sức xong tự mình giải quyết cũng có thể, hoặc đợi đến tiếp sau tranh đoạt thứ nhất lúc lại nói, hiện tại là tranh đoạt thập cường chiến, người thắng trận mời rời đi chiến đài. Thanh âm hắn to, như hồng trung chấn động, truyền vang toàn thành. Mấy triệu người màng nhĩ đều tại ông tác hưởng, cảm nhận được kia phần nguy nga thánh đạo lực lượng. Xích Quang ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân liệt diễm lại chưa tắt, thân là thiên kiêu lại bị Lý Hạo nhục nhã, nuốt không trôi một hơi này, muốn trực tiếp ngay ở đây giáo huấn. Gặp mình vô dụng, kia Phật môn bán thánh sắc mặt trầm xuống, thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, quy khư giây lát vọt đến trên chiến đài, pháp tướng thượng hất lên cả xa, hiển thị rõ trang nghiêm túc mục, nhìn xuống Xích Quang, thí chủ, mời chớ có phá hư quy củ. Lời tuy nói khách khí, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt bên trong ẩn chứa thánh đạo kim quang, giống như một đóa kim diễm. Xích Quang sắc mặt biến hóa, cảm nhận được trên người đối phương chuyển lại ra tầng tầng lớp lớp khí tức, đang không ngừng kéo lên, biết đối phương khăng khăng nhúng tay, nghĩ cường ngạnh cùng Lý Hạo giao phong là không thể nào. Hừ, trước buông tha ngươi. Xích Quang trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân khí diễm thu hồi, quay người trở lại dưới đài. Lý Hạo chính muốn xuất thủ. Thấy đối phương rút đi, lòng bàn tay ngưng tụ kiếm đạo liền cũng coi như thôi, cũng không quay đầu lại quay người xuống đài. Hai người ghế gần, lẫn nhau đến dưới đài, lại đều không có lại nhìn nhau một cái. Chiến đài bay lên không, kia Phật môn bán thánh sắc mặt hỏa hoãn, hướng Lý Hạo nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút lạnh lùng, quay người trở về tới ban đầu địa phương, ngồi ngay ngắn ở một đầu thanh sư trên lưng. Đáng tiếc, vừa kém chút có cho hay nhìn. Trăm tầng đạo vực, kia thanh phong thật là phách lối. Nói tất cầm thứ nhất, có thể một chiêu bại kia Xích Quang, không biết là thật là giả. Có thể bại kia Xích Quang có lẽ có khả năng, nhưng muốn cầm thứ nhất, chỉ sợ còn chưa đủ. Hắn không phải ma tu a, còn có ma đạo thủ đoạn không có triển lộ sao? Đây còn không phải toàn lực của hắn. Nói hắn là ma tu chính là ma tu sao? Hắn thực lực thế này, có cần phải thành ma tu? Ma tu tại chư thiên không ít thế giới bên trong lọt vào phỉ nhổ, bởi vậy hương hỏa sư tập so sánh khó. Đối đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Trừ phi là xuất thân từ những cái kia ma đạo tung hoành tiểu thế giới, ở nơi đó lấy ma đạo vi tôn, giảng cứu mạnh được yếu thua, vạn vật đều có thể lợi dụng pháp tắc, sẽ chỉ tôn sùng cường giả, căn bản không thèm để ý chính đạo ma đạo.
Phật Môn Thánh Tử nói lời, hẳn không phải là ăn không nói xấu. Nếu thật là ma tu, kia Phật Tôn như thế nào dung túng? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, đối Lý Hạo thân phận còn nghi vấn, không ít người đem ánh mắt nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Phật Tôn. Phật Môn Thánh Tử đều có thể nhìn ra Lý Hạo là ma tu, Phật Tôn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, như hắn thừa nhận, kia Lý Hạo liền thân phận ngồi vững. Như hắn phủ nhận, chính là kia Phật Môn Thánh Tử ác ý nói xấu. Phật Tôn hiển nhiên cũng nghe đến những nghị luận này, cảm nhận được vạn chúng chú mục mà đến, sắc mặt hắn bình thản, nhìn không ra ý nghĩ, chỉ ôn thanh nói, Thanh Phong mặc dù rơi xuống làm ma đạo, nhưng lần này thiên kiêu chiến thương lan giới người người đều có thể tham gia, tuy là ma tu, cũng có xuất chiến tư cách, chỉ mong nhìn Thanh Phong không nên trầm mê như thế tiểu đạo chờ thiên kiêu chiến kết thúc, như nguyện gia nhập ta Phật Môn, ta có thể tự mình giúp ngươi độ hóa. Nghe được Phật Tôn, toàn trường đều là xôn xao, không ít người nhìn về phía Lý Hạo, ánh mắt lộ ra khinh thị xem thường. Phật Tôn tự mình mở miệng, đây coi như là bằng chứng. Lý Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, ngẩng đầu nhìn thẳng kia Phật Tôn, cùng ánh mắt đối mặt, Lý Hạo chỉ cảm thấy đôi mắt thâm thúy, mắt Phật bên trong ẩn chứa mênh mông ngàn vạn quang hoa, đã có từ bi, cũng có hờ hững. Lý Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng giận không kềm được, đối phương lời này rõ ràng là che chở mình đệ tử, như đối phương thật có thể nhìn ra, tất nhiên có thể nhìn thấy hắn cũng không phải là ma tu, tương phản, hắn là tại độ hóa cùng cứu vớt những cái kia giết chóc oán niệm, để vãng sinh giải thoát, đây là việc thiện, chỉ có thân có thần huyết mới có thể làm được. Hắn không nói chuyện, biết mình cãi lại cũng vô dụng, thánh nhân uy nghiêm, thắng qua hắn thiên ngôn vạn ngữ, thế nhân như thế nào tin hắn mà không tin thánh nhân. Thế gian này đã có thiện, nhất định phải có tới đối ứng ác, cho dù xuất từ đồng nguyên. Nếu không như thế nào lấy thiện mưu lợi, tốt lúc trước bị kia hư thánh truy sát, Lý Hạo sớm đã đánh vỡ đối thánh nhân lọc kính, trong lòng cũng không quá mức kính ngưỡng đối phương, giờ phút này cũng không tính được thất vọng, chỉ là phẫn nộ. Lý Hạo nghĩ đến Ứng Tiêu Tiêu, đối phương được xưng ma tộc, đã quen thuộc. Nghĩ đến kia thần tộc tại chư thánh chi địa lọt vào nói xấu, tất nhiên đã từng cũng là cực bi phẫn tình cảnh. Thật giả đã mất quan, thế gian đủ loại, đều là chữ lợi. Lý Hạo hít một hơi thật sâu, đè nén xuống lửa giận trong lòng. Lúc này, hắn cảm nhận được thời thời khắc khắc phiêu đãng tới hương hỏa bên trong, có một bộ phận tại giảm bớt, đây là lúc trước Thương Hải Đại Đế vì hắn thành trì xây miếu góp nhặt tới hương hỏa. Bây giờ, bộ phận này hương hỏa tại suy giảm. Nghĩ đến thông qua cột mốc chiếu rọi, kia trong thành trì không ít người cũng đang quan sát trận chiến này, nghe được cái này Phật Tôn, bởi vậy trước kia không bớt tin phụng người, giờ phút này đều bởi vì Phật Tôn mà đứt tín ngưỡng. Tốt tốt tốt, đoạn người hương hỏa, không khác giết người đoạn đạo. Lý Hạo lúc trước từng nghe nói thánh nhân tranh cướp lẫn nhau hương hỏa, cực kỳ kịch liệt, bây giờ chỉ là hơi thể nghiệm, liền cảm nhận được cái này thánh nhân uy năng, hắn không phải thánh nhân, bởi vậy thánh nhân một lời liền có thể để hương hỏa suy giảm, chỉ có tự thân cũng là thánh nhân, lẫn nhau công nhiên luận đạo, mới có thể tranh cướp lẫn nhau hương hỏa. Lúc trước Thương Hải Đại Đế cho hắn tăng lên tới 15 thành hương hỏa, bây giờ ngắn phút chốc, suy giảm đến 10 thành, đồng thời còn đang kéo dài suy giảm bên trong, lại tự cam đọa lạc. Ai có thể xuất thủ, đem người này trấn áp a? Chính đạo không đi, lại đi tà môn ma đạo. Cũng không biết tay hắn ngọn nguồn giết hại nhiều ít oan hồn. Mọi người dưới đài nghị luận, những hoàng tử kia thế tử chờ cũng đều lộ ra xem thường. Giờ phút này chỉ cần phỉ nhổ ma đạo, liền có thể bày ngay ngắn tự thân thân phận. Thế nhân luận áp, cũng không phải là đều là chán ghét, mà là chán ghét có thể giả nhân giả nghĩa. Phía ngoài đoàn người, Lâm Thanh Anh mặt mũi tràn đầy lo lắng, hy vọng những này ngôn luận sẽ không ảnh hưởng Lý Hạo tâm cảnh. Nàng biết được Lý Hạo, cả ngày đánh cờ vẽ tranh, như thế tâm tính thản nhiên người vui sướng, đối với tu hành cũng không để tâm, như thế nào lại sa đọa ma đạo đâu, chỉ là, kia Phật Tôn mở miệng, trừ phi là có thánh nhân vì Lý Hạo biện hộ, nếu không chính là miệng vàng lời ngọc, chắc chắn. Không nghĩ tới Phật Tôn đúng là như thế. Phía ngoài đoàn người, Lâm Sơn Hải lại là thở dài, ánh mắt lộ ra thất vọng cùng tiếc nuối. Người đã già, tổng sẽ tín ngưỡng một chút quang minh đồ vật, bởi vậy trong lòng của hắn đối Phật đạo cũng có mấy phần hảo cảm. Chỉ là không nghĩ tới, kia Phật Tôn lại sẽ nói Lý Hạo là ma đạo. Đứa bé kia cùng hắn ở chung một năm, là bực nào tâm tính, hắn như thế nào không biết. Hắn thế mà thật là ma đạo. Lý Thanh Y bọn người ánh mắt lộ ra giật mình, thân là văn tổ thánh địa, bọn hắn đối ma đạo cũng cực kỳ phì nhổ, dù sao tự thân là người đọc sách, trong lồng ngực có hạo nhiên khí, chỉ là không nghĩ tới, Lý Hạo thế mà thật là ma đạo. Thương Lan giới lấy Phật Môn vi tôn, lâu dài truyền giáo phía dưới, đối ma đạo người người xem thường. Bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ thụ ảnh hưởng. Nhưng nhìn hình dạng của hắn, thật không giống, nhưng đây là Phật Tôn. Lý Thanh Y ánh mắt lắc lư, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra thất vọng. Lâm Thư Hải thần sắc đạm mạc, lại không có thay đổi gì, mảy may không bị ảnh hưởng,
Kia song sinh Phật tử hướng Lý Hạo xem ra, khóe miệng lộ ra như có như không ý cười. Phật điện bên trên, Văn Thánh cùng Kiếm Thánh hướng Phật Tôn mắt nhìn, ánh mắt có thâm ý khác, lại không nói chuyện. Kiếm Thánh sắc mặt đạm mạc, Như Thanh Phong cùng Hạo Nguyệt, Biên Như Tuyết chờ người thân phận, là hắn thân truyền đệ tử, hắn tất nhiên sẽ mở miệng, vì đó chứng trong sạch. Nhưng lúc trước nghe kiếm chủ nói, đối phương phía sau là Chí Thánh môn hạ, lưu lạc đến tận đây. Về phần Phật Tôn nói ma tu, hắn mặc dù nhìn không ra, nhưng cũng căn bản không tin. Dù sao Chí Thánh môn hạ, như thế nào để cho mình đệ tử sa đọa, bất quá, bây giờ Phật Tôn như thế nói xấu, như đối phương trở lại mình sư môn, tương lai kế thừa thánh vị, chắc chắn là một trận đại chiến, đến lúc đó với hắn mà nói, cũng coi là chuyện tốt. Dù sao Phật môn tại Thương Lan giới địa vị quá cao, Phật môn nếu là ngã xuống, hắn cùng Văn Thánh còn có thể tranh tranh, như kiếm tổ thánh địa có thể tiếp thu Phật môn một nửa hương hỏa, hắn cũng chắc chắn tiến thêm một bước, có hy vọng khiêu chiến thiên kiếp, độ tận tam tai. Giữa sân các loại tranh luận, đám người gặp Lý Hạo không có cãi lại, càng thêm vững tin. Lý Hạo nhắm mắt lại, không lại để ý những này ngoài thân ngôn luận. Hắn toàn lực hai tay thần huyết bên trong phong tỏa giết chóc oán niệm, những cái kia oán niệm bên trong một trận dữ tợn kêu khóc, nhưng ở thần huyết nhuộm dần dưới, phảng phất tìm tới sống yên ổn chi môn, oán niệm dần dần tiêu tán. Sau đó trận thứ 5 chiến đấu khai hỏa, mới đem ánh mắt của mọi người từ trên thân Lý Hạo kéo về, chuyển rời đến trên chiến trường thiên kiêu tranh phong. Từng tràng giao phong kết thúc, chờ đến tranh tài kết thúc, mọi người đã hoàn toàn đắm chìm trong phía sau giao phong bên trong, mà Thương Lan giới thập cường chiến cuối cùng cũng quyết thắng mà ra. Theo tấn cấp, thập cường tất cả đều ra khỏi hàng, đi vào trên chiến đài. Đến tận đây, thập nhân tướng đại biểu Thương Lan giới xuất chiến, cùng chư thiên tranh phong. Trừ dưới đài bên ngoài, Thương Lan giới vô số ánh mắt tụ tập, hội tụ trên đài trong 10 người. Lý Hạo cảm nhận được yếu ớt hương hỏa phiêu đãng mà đến, nhưng số lượng cực ít, đây là tự phát mà đến hương hỏa. Nếu không có kia Phật Tôn, chỉ là trận chiến này chỗ triển lộ danh khí, đủ để hấp dẫn đến đại lượng hương hỏa. Lý Hạo mắt nhìn hai tay, bên trong giết chóc oán niệm đã tất cả đều luyện hóa hấp thu. Giờ phút này thập cường bên trong, trừ Lý Hạo cùng Lâm Thư Hải, song sinh Phật tử bọn người bên ngoài, còn có 3 vị đệ tử Phật môn. Lý Hạo người quen Thu Vô Ngân, dừng bước tại thập cường bên ngoài, thua ở một vị Phật môn thánh tử thủ hạ. Thần triều tán nhân bên trong Tố Vân cũng dừng bước thập cường bên ngoài, vô duyên thập cường. Chư vị đều là nhân trung long phượng, chân chính đọ sức tại chư thiên tranh phong, các ngươi hôm nay tranh đoạt, đem đại biểu ta Thương Lan giới xuất chinh. Nhìn phía sau giao phong, không muốn đọa Thương Lan giới tên tuổi. Phật Tôn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mở miệng nói, vì ngăn ngừa có chút thủ đoạn sớm bại lộ, thập cường chiến đến đây là kết thúc, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phía dưới sẽ tiến hành Thương Lan giới thứ nhất thiên kiêu tranh đấu. Chỉ tuyển thứ nhất, như có tự tin kẻ tranh tài, có thể tham dự, những người còn lại, nhưng giữ lại thực lực chờ đến chư thiên tranh phong chí cao trên sân khấu, lại tiến hành triển lộ. Nghe được Phật Tôn, tất cả mọi người là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại thoải mái. Cái này cũng không sai, giờ phút này giao phong, là tuyển ra Thương Lan giới thập đại thiên kiêu, cùng chư thiên tranh phong, tương đương với nội chiến. Đã là nội chiến, cũng không cần phải đấu quá ác. Văn Thánh cùng Kiếm Thánh ánh mắt lạnh nhạt, đều nhìn ra Phật Tôn ý nghĩ, lúc trước trăm thành hương hỏa, chính là vì song sinh Phật tử mà chuẩn bị, vị này Phật Tôn cho đệ tử của mình, đem hết thảy đường đều trải tốt. Chỉ tuyển thứ nhất, không có thứ hai thứ ba, cái này vị trí thứ nhất, cũng cơ bản dự định. Kể từ đó chờ trận chiến này kết thúc, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở kia song sinh Phật tử trên thân, những người còn lại đều đem ảm đạm vô quang. Phật Tôn, cử động lần này không khỏi quá đáng rồi. Kiếm Thánh nói khẽ, mặc dù hắn không có trông cậy vào Hạo Nguyệt Thánh tử nhờ vào đó dương danh, biết hắn thực lực đến chư thiên tranh phong lúc, chưa hẳn có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng dưới mắt tại Thương Lan giới liền muốn đem nó phong mang che giấu, hắn có chút không muốn. Phật Tôn nói khẽ, hai vị cao đồ cũng có thể tranh phong thứ nhất. So tài xem hư thực, chúng sinh bình đẳng, Kiếm Thánh tu hành chúng sinh đạo, nên lý giải mới là. Kiếm Thánh sắc mặt lạnh lùng, Phật Tôn lời này có ý tứ là, hai vị cũng có thể tranh, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Văn Thánh thản nhiên nhìn mắt Phật Tôn, giống như khẽ cười một tiếng, không nói chuyện. Kiếm Thánh gặp Văn Thánh không có mở miệng phản bác, nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Có thể triển lộ mấy phần, liền nhìn Hạo Nguyệt tự thân bản sự. Bất kể như thế nào. Trận chiến này thu hoạch lớn nhất là Biên Như Tuyết đốn ngộ, kiếm y đi hướng viên mãn, nếu có thể nhờ vào đó ngộ đạo, thắng qua cái này ngắn ngủi huy hoàng. Dù sao con đường tu luyện cực kỳ dài lâu, nhất thời thất bại cũng không tính là gì. Dạng này rất tốt, tránh khỏi rườm rà, ta chỉ cần thứ nhất, còn lại đều không hứng thú. Xích Quang đối Phật Tôn, rất là hài lòng, đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt nhìn song sinh Phật tử, thấy đối phương không nhìn hắn, mà là nhìn xem bên cạnh hắn Thanh Phong,
không khỏi nhíu mày, chợt ánh mắt cũng rơi trên người Lý Hạo. Lúc trước khoác lác, cũng nên để ngươi thu hồi. Xích Quang nói với Lý Hạo, thần sắc hờ hững, có loại cư cao lâm hạ khí độ. Lý Hạo không có phản ứng, đối phương căn bản không vào hắn mắt. Như muốn tranh đoạt thứ nhất, có thể lên đài, những người còn lại tạm lui. Có Phật môn bán thánh cất cao giọng nói. 10 người đưa mắt nhìn nhau, đều không ai xuống đài. Kia 3 vị Phật môn thánh tử nhìn về phía Lý Hạo, một người trong đó nói, chúng ta tu tâm dưỡng tính, đối tranh đoạt thứ nhất không hứng thú, chỉ muốn trừ ma vệ đạo. Không sai, đã là ma tu, liền nên trở lại mình ma tu địa phương. Tham gia công tụng kinh, chỉ vì trừ ma, để thế gian trong sáng, ta mặc dù không phải thứ nhất, nhưng vị này ma đạo thí chủ cũng đừng hòng mưu toan đệ nhất. 3 vị Phật môn thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Lý Hạo, toàn thân nở rộ Phật quang. Lý Hạo nghe nói như thế, lại có chút muốn cười, không biết bọn hắn là thật niệm kinh quá sâu, hay là còn có mục đích khác, nói, cũng không cần rông dài, các ngươi cùng lên đi, đã nói ta là ma đạo, vậy nhưng tuyệt đối không nên thua với ta, nếu không các ngươi đọc là cái gì trải qua, tu chính là cái gì Phật. Nghe được Lý Hạo, trong mắt 3 người đều là kinh sợ, không nghĩ tới Lý Hạo lớn lối như thế, bọn hắn đều là thập cường, tại thánh tử bên trong đều là nhân tài kiệt xuất, lại bị Lý Hạo khinh thị. Ngươi là của ta. Xích Quang nói với Lý Hạo. Lý Hạo lặng lẽ bễ nghễ, nói, ngươi cũng cùng tiến lên, không kém ngươi một cái. Xích Quang sững sờ, cười lạnh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói, lần này, Phật môn bán thánh xuất thủ cũng không giữ được ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân đều tách ra lóa mắt hừng hực ánh lửa, toàn bộ chiến đài nhiệt độ đều tại kịch liệt kéo lên. Kia Phật môn bán thánh có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này tính tình kiêu ngạo, nói động thủ liền động thủ, coi là thật một điểm thể diện quy củ không nói. Lâm Thư Hải mỉm cười, lại không nói gì, chỉ là quay người bay lên đến dưới đài, đem chiến đài nhường lại. Những người khác thấy thế, cũng đều đi xuống chiến đài, không có nhúng tay trận này tranh phong. Lâm Thanh Anh lại thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Lý Hạo bên người, rút kiếm mà đứng, hiển nhiên muốn cùng Lý Hạo cộng đồng đối mặt. Lý Hạo nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, ngươi đi, khác thụ ta liên lụy. Không phải liền là ma tu sao, thật cùng ngươi tu ma lại như thế nào? Lâm Thanh Anh nắm lấy kiếm. Đôi mắt lại nhìn về phía trước 3 vị Phật môn thánh tử. Nghe được nàng lời này, 3 vị này Phật môn thánh tử sắc mặt đột biến. Lâm Thanh Anh cùng Lý Hạo khác biệt, nàng là kiếm tổ thánh địa thánh nữ, phía sau có thánh địa sư môn. Lý Hạo nghe được đối phương, lại là chấn động trong lòng, hướng đối phương nhìn lại, nóng bỏng viêm sóng bên trong, đối phương sợi tóc bay múa, ánh mắt lại sáng tỏ mà kiên quyết, kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế, in dấu thật sâu khắc vào Lý Hạo đôi mắt bên trong, hắn chăm chú đưa mắt nhìn một chút, chợt cúi đầu xuống. Đối trên cổ tay Tịch Nhan nói, ngươi trước về thiên địa không gian đi. Tịch Nhan cũng ý thức được tiếp xuống sẽ có đại chiến. Đối Lý Hạo nói, ngươi phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng chui về Lý Hạo vì nàng mở ra trong vết nứt không gian. Nàng biết mình lưu ở chỗ này, chỉ làm cho Lý Hạo cản trở. Lúc này, Lý Hạo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía mắt 3 vị trước Phật môn thánh tử cùng toàn thân xích diễm thiêu đốt, như trong lửa thần chi xích quang, khóe miệng hơi lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhìn đến cho đồ đạc của các ngươi quá nhiều. Các ngươi không biết chân quý. Nói bậy, ngươi nào có đã cho ta chờ vật gì? Một vị Phật môn thánh tử cả giận nói. Lý Hạo bàn tay thăm dò vào thiên địa không gian, từ bên trong rút ra đèn nhánh công danh, nói, cho các ngươi quá nhiều mặt. Đang khi nói chuyện, thiên địa mạch tại sau lưng của hắn bỗng nhiên hiển hiện, như thông thiên trụ cột, đem toàn bộ chiến đài tứ phương khí tức bao phủ. Lập tức mãnh liệt rút ra, hắn thể phách tu luyện tới thông lực trung cảnh, toàn thân thần huyết có thể chứa đựng lực lượng vượt qua cái khác cùng cảnh. Bởi vậy thiên địa mạch rút ra lực lượng tốc độ cũng càng thêm mênh mông, như thực chất hóa cơn bão năng lượng tại Lý Hạo phía sau nhấc lên, vờn quanh thiếu niên kia thân thể. Nhìn thấy như thế dọa người cảnh tượng, mọi người đều là chấn kinh. Đồng dạng là thiên địa mạch thứ hai cực cảnh, nhưng Lý Hạo chỗ triển lộ dị tượng lại so với bọn hắn càng bàng bạc có uy thế. Xích Quang đôi mắt nheo lại, thần sắc trở nên ngưng trọng, nói, tới đi, để ta kiến thức hạ. Hắn đứng ở hỏa vực bên trong, quanh thân đều là liệt diễm, ẩn ẩn có đạo phượng ảnh, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trường thương, như nham tương rèn đúc, có loại kim văn phát nứt dấu hiệu. Lúc trước không có để ngươi thể nghiệm qua, ta chân chính thủ đoạn, hiện tại nên để ngươi kiến thức. Xích Quang trong mắt toát ra kim sắc hỏa diễm, trên cán thương tách ra cực hạn viêm quang, kia là viêm đạo, sáng chói lóa mắt, giống như mũi thương ngưng tụ thần ngày, nhưng thiêu cháy tất cả. Kia Xích Quang thương pháp nhập đạo, thật là đáng sợ thương ý, pháp trận bên ngoài, ta đều có loại bị nhen lửa cảm giác. Toàn thân khô nóng đi lên. Đó là cái gì thương đạo, ta cảm giác toàn thân đều đổ mồ hôi. Thông qua cột mốc chiếu rọi, tại toàn bộ thương lan giới mấy chục thần triều bên trong vô số võ giả,
chỉ là đỉnh đầu trong mây mù chiếu rọi ra kia cán thần thương, lại để bọn hắn đôi mắt đều giống bị thiêu đốt, có loại huyết dịch khắp người sôi trào cảm giác. Vẻn vẹn thương đạo bên trong truyền ra một tia thương ý, liền đáng sợ như thế, không cách nào tưởng tượng, như trực diện thương này, nên như thế nào có thể ngăn cản. Lâm Thanh Anh sắc mặt biến hóa, có chút tái nhợt, không nghĩ tới kia xích quang thương pháp nhập đạo, khủng bố như thế. Nàng có loại toàn thân cảm giác bỏng, trong lòng hiển hiện liệt diễm, nàng cố gắng khắc chế, trong đầu hiển hiện Lý Hạo lúc trước, đem tự thân đặt hư vô, mới miễn cưỡng ngăn cản nửa phần. Nhưng nàng chỉ dừng lại ở ý phương diện, như đối phương ra thương, nàng nhất định không thể chống đỡ được. Cái này xích quang, thật đáng sợ. Xích quang phía sau, ba vị Phật môn thánh tử cũng là sắc mặt đột biến, không nghĩ tới thất hắc mã này càng như thế hắc, cái này chiến lực viễn siêu bọn hắn. Dưới đài Lâm Thư Hải đôi mắt lấp lóe, trên mặt ý cười hơi thu liễm mấy phần. Trên đài, Lý Hạo ánh mắt lại như loại băng hàn lạnh lùng, không có biến hóa. Hắn giơ tay lên, cả người khí thế thay đổi, lúc trước ẩn tàng ngụy trang, tại thời khắc này tựa hồ kéo xuống, lộ ra chân diện mục. Đen nhánh trên thân kiếm, tách ra phân liệt hư không lực lượng. Nhìn thấy Lý Hạo trên thân kiếm bộc lộ đáng sợ đạo vận, mặt mũi tràn đầy bẽ nghễ tự tin xích quang, lại là đôi mắt ngưng tụ, không hiểu cảm thấy một tia tim đập nhanh. Bành, Lý Hạo lại không rông dài, bỗng nhiên huy kiếm, duy ngã, kiếm đạo, giờ khắc này, hắn thi triển chính là tự thân kiếm đạo. Ánh mắt chiếu tới, ý niệm chỗ hướng, đều chém hết rơi, kia là như thế nào một kiếm, đen nhánh kiếm quang, từ chiến đài mà lên, theo kiếm quang vạch phá chỗ, hư không đều vỡ ra, hóa thành đen nhánh vết rách, không gian đứt gãy, kia bốn phía hỏa vực, đều chôn vùi, bao quát trong không khí tỏ khắp nhiệt độ, đều trong khoảnh khắc dập tắt, hóa thành lạnh vực. Kiếm quang đi tới, không chỗ bẽ nghễ. Xích quang con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một loại đáng sợ phân liệt, hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, giống như lên một lớp da gà, huyết dịch khắp người sôi trào lên. Hắn cảm nhận được giữa sinh tử kinh khủng áp bách, nhịn không được phát ra gầm thét, đầu đầy tóc bay vù vù, gầm thét lên, phá. Thương thượng bộc phát ra chói mắt thần quang, viêm đạo cực hạn, thiêu tẫn vạn vật. Nóng bỏng ánh lửa giống như nương theo lấy cổ lão phượng gáy, để cho người ta thức hải chấn động, cho dù thông qua cột mốc chiếu rọi mà ra, vô số người quan chiến cũng đều cảm nhận được kia phượng gáy, não hải như rung động, có chút hoảng hốt. Nhưng mà, uy thế này vô tận một thương, tại kia cuốn tới vết nứt màu đen trước, lại như băng tuyết tan rã, phi tốc sụp đổ, vỡ vụn luân hãm. Một kiếm kia không có chút nào ngăn cản, trong nháy mắt xé rách chiến đài, đem xích quang thương đạo chảm diện, đem nó trong tay thần thương cũng chặt đứt, sau đó từ bả vai xẹt qua, xé rách một cánh tay. Chạm tại pháp trận bên trên, kia trên chiến đài từ bán thánh ngưng kết pháp trận, giờ phút này lại lắc lư run rẩy, lập tức bỗng nhiên xé rách, phá xuất một cái lỗ thủng khổng lồ. Phật điện bên trên, Phật tôn ánh mắt lộ ra một vòng quang mang, đưa tay một chỉ đè xuống, kia xé rách ra pháp trận bên ngoài kiếm khí, bị một đạo Phật quang chỉ dẫn chấn áp, lúc này mới chậm chậm tiêu tán. Mà đang mượn thạch chiếu rọi, toàn bộ thương lan giới vô số người quan chiến, cũng cảm giác mình con người giống bị cắt đứt, có loại cảm giác đau nhức. Vô số người ôm hốc mắt, che mặt, phát ra tiếng kêu thảm. Một kiếm kia, có thể chảm hết tất cả, bao quát ánh mắt nhìn chăm chú. Đây cũng là Lý Hạo chân chính kiếm đạo, duy ngã kiếm đạo. Một kiếm ra, trên trời dưới đất, chỉ có ta kiếm, những người còn lại diệt hết. Chương 152, Hạo Thiên, lại gặp mặt. Ta thương đạo. Xích quang mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên. Mình có thể thiêu cháy tất cả thương đạo, lại bị đối phương cho một kiếm chặt đứt. Đó là cái gì kiếm đạo? Hắn cảm nhận được kinh khủng rung động, kiếm ý kia cắt đứt cảm giác quá mạnh, dường như hết thảy đều không thể ngăn cản. Phật điện bên trên, kiếm thánh Đạm Mạc đôi mắt giờ phút này lại là bỗng nhiên ngưng tụ, hắn đôi mắt bên trong lóe ra quang mang, ẩn ẩn có mấy phần kinh hãi bộc lộ mà ra. Làm kiếm đạo chí tôn, hắn đem so với người bên ngoài càng rõ ràng, một kiếm kia bên trong lại ẩn chứa vô số kiếm ý, hàng trăm hàng ngàn. Như thế cực hạn kiếm ý, dung nạp với bản thân kiếm đạo bên trong, mới khiến cho tự thân kiếm đạo trở nên không gì không phá, cực kỳ đáng sợ. Kiếm thánh tu tập chính là chúng sinh kiếm đạo, trước duyệt chúng sinh, lại tu kiếm đạo, cùng kiếm đạo của đối phương có dị khúc đồng công lộ tuyến, mà Lý Hạo giờ phút này chỗ hiện ra kiếm thuật cấp độ, lại hoàn toàn không kém hắn. Nếu là cùng các loại cảnh giới đạo sức, đơn thuần so đấu kiếm thuật, ai mạnh ai yếu còn chưa hẳn có thể nói ra. Văn thánh đôi mắt bên trong hiển hiện kinh luân quang mang, giống như là kỳ diệu pháp tắc ngưng tụ tại trong hai con ngươi. Hắn híp mắt nói, thật là lợi hại hậu sinh, trăm năm không đến, có thể đem kỹ nghệ tu luyện tới loại trình độ này, như tiếp qua thời gian mấy trăm năm, thậm chí có hy vọng tế đạo thành thánh. Có thể tại trong ngàn năm thành thánh, đã tính cực kỳ khoa trương, chớ nói chi là mấy trăm năm bên trong tế đạo, hắn lời này đối Lý Hạo đã là cực lớn khen ngợi.
Dưới đài, trên đàn cùng mấy đạo bán thánh thân ảnh ngồi cùng một chỗ, mấy người kia chính là đến đây cho Lý Hạo Quan chiến trợ trận dạ tổ, thanh tổ bọn người. Bọn hắn nhìn thấy cái này chặt đứt pháp trận một kiếm, đều là nhìn nhau kinh ngạc. Thanh phong kiếm, kiếm đạo của hắn vậy mà đáng sợ như vậy. Thân là bán thánh, bọn hắn kỹ pháp cũng đều đạt tới nhập đạo cấp, nhưng cùng là nhập đạo cấp, lẫn nhau đạo lại có cao thấp, như kiếm thánh chúng sinh đạo, so với cái khác kiếm đạo tới nói, càng thêm phức tạp, cũng càng thêm đáng sợ. Trên đàn có chút thất thần, mấy ngày này Lý Hạo một mực cùng với nàng nghiên cứu thảo luận họa đạo, chưa hề gặp Lý Hạo cầm lấy qua kiếm, không nghĩ tới Lý Hạo chân chính rút kiếm lúc, đúng là đáng sợ như vậy. Thực lực như hắn, so thanh tử cũng không kém. Trên đàn tự lẩm bẩm, trên mặt rung động biến mất, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên chiến đài, Lý Hạo thu hồi kiếm, không có lại nhìn xích quang, một kiếm này đủ để cho đối phương nhận rõ lẫn nhau chênh lệch. Ánh mắt của hắn rơi vào kia ba vị Phật tử trên thân, trong mắt ngậm lấy lãnh ý, đã nói ta là ma, hiện tại liền cho các ngươi một cái hàng ma cơ hội, đừng khiến ta thất vọng. Lời này vừa nói ra, lúc trước yên tĩnh nghẹn ngào toàn trường, xôn xao chấn động. Tại cái này Phật môn chí cao thánh địa, nói ra lời này, quả thực là càn rỡ đến không biên giới mà. Xích quang lấy lại tinh thần, ánh mắt lắc lư, có chút hoảng hốt. Giờ này khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát giác, mình vậy mà thất bại. Như Lý Hạo nói, bị đối phương một kiếm chiến bại, bại hắn, chỉ cần một kiếm, hắn ẩn giấu đi thương đạo, đối phương cũng ẩn giấu đi kiếm đạo, đây chính là đối phương chân chính kiếm. Tại xích quang thất thần lúc, ba vị Phật môn thánh tử lại lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn xem Lý Hạo. Vừa vẻn vẹn chỉ là đứng tại chiến đài bên cạnh, liền cảm nhận được Lý Hạo một kiếm này đáng sợ, như đối phương tái xuất một kiếm, ba người bọn hắn buộc cùng một chỗ đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Thí chủ, ngươi không khỏi quá phách lối. Nếu không phải ta Phật môn có quy củ, sớm đã đem ngươi hàng phục. Ba vị Phật môn thánh tử sắc mặt khó coi nói. Thân là Phật môn thánh tử, mà đứng ở trước mặt các ngươi, lại không có dũng khí nhìn thẳng sao. Lý Hạo đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàn mang, đã đem trừ ma xem làm nhiệm vụ của mình, bây giờ nên kiểm nghiệm các ngươi tu hành thời điểm. Ba vị Phật môn thánh tử bị Lý Hạo tức giận đến thổ huyết, kiểm nghiệm tu hành. Cũng không phải bọn hắn trưởng bối, có tư cách gì nói lời này. Nhưng nhìn thấy Lý Hạo trong mắt hàn mang, ba người đều biết, cho dù xuất thủ cũng là tự rước lấy nhục. Thanh phong thí chủ, chớ có quá hùng hổ dọa người. Kia cưỡi tại trên thanh sư bán thánh Phật Đà than nhẹ Phật hiệu, nhíu mày nói. Lý Hạo muốn cười, là ai tại hùng hổ dọa người, nước bẩn dội đến trên người đối phương, ngược lại trách người khác phản kích dùng quá sức. Thiên kiêu chiến, đủ loại quy tắc hạn chế, tuổi tác, cảnh giới, đều tại cùng một cái hàng bắt đầu. Đã nói ta là ma, ta cho phép ba người các ngươi cùng tiến lên, đường đường Phật môn thánh tử, càng không dám hàng ma sao. Lý Hạo ánh mắt sắc bén địa đạo, nghe được Lý Hạo. Ba vị Phật môn thánh tử sắc mặt như heo lá gan nghẹn đến màu đỏ tía, giờ phút này nhưng trong lòng thì cực hận Phổ Hoa thánh tử, chọn xảy ra chuyện lại đem bọn hắn cho đỡ đi lên, không có việc gì đi trêu chọc yêu nghiệt này làm gì. Dưới đài chúng người đưa mắt nhìn nhau, xác thực, thiên kiêu chiến quy củ hạn chế, đều là cùng thế hệ cạnh tranh, giờ phút này Lý Hạo đơn đấu đối phương ba vị, nhưng ba vị Phật môn thánh tử càng không dám xuất thủ. Trong lúc nhất thời, không ít người đối ba vị Phật môn thánh tử cảm thấy thất vọng. Các ngươi thế nhưng là tương lai Phật Đà a, tại dưới ma uy bại lui, tương lai làm sao có thể phù hộ bách tính. Trong lúc nhất thời, ba vị Phật môn thánh tử trên thân tụ lại hương hòa, rõ ràng suy giảm. Phát giác được điểm ấy, ba vị Phật môn thánh tử sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong lòng kinh sợ dị thường. Nếu chỉ là chịu nhục cũng được, nhưng động hương hòa, này bằng với là động vận mệnh, thông hướng thành thánh căn cơ bị ảnh hưởng, như giết người phụ mẫu, không thể tha thứ. Người quá càn rỡ. Cho dù ta không thể địch, cũng muốn đưa ngươi ma diễm áp chế diệt. Trong đó một vị Phật môn thánh tử trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại hiển thị rõ trang nghiêm túc mục, than nhẹ một câu Phật hiệu, chợt toàn thân tách ra kim quang óng ánh. Hùng vĩ thiên địa pháp tướng hiện lên ở sau lưng, lấy thiên địa kế hồn, lập chí thành thánh, còn nhỏ đã từng thiên tư tuyệt luân, danh khí xa bác, sau đến Phật tôn ưu ái, thu làm môn hạ, tại cái này hội tụ vô số yêu nghiệt thánh địa bên trong, cũng là trong đó người nổi bật, thậm chí là số một số hai tồn tại. Hai vị khác Phật môn thánh tử cũng đều không có khách khí nữa, đồng thời xuất thủ, tụng niệm Phật trải qua, giữa thiên địa hình như có phạn âm phiêu đãng, kim sắc Phật quang như dáng chiều chiếu rọi thiên địa. Như thế hạo nhiên cảnh tượng, để thương lan giới đám người thấy rung động, ba vị Phật môn thánh tử trên thân suy bại hương hỏa cũng ngừng lại, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, như chịu chết kiên quyết, thân thể cùng thiên địa pháp tướng hợp làm một thể, như ba tôn nguy nga Phật Đà đứng sừng sững ở trên đài, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời xuất thủ, trong chốc lát ba đạo Phật trưởng vỗ xuống, lẫn nhau lại đồng khí liên chi, thế thành tương liên, ba trưởng giống như hóa thành ba hòn núi lớn,
hợp thành một đầu Phật quang dãy núi, muốn đem Lý Hạo trấn áp. Là Thế Tôn Phật Đà Trưởng, bao hàm quá khứ, hiện tại, tương lai, đây là Phật Tôn sáng tạo tuyệt kỹ Phật Pháp một trong. Một trưởng gia, thiên địa chấn, thời không đều đem ngưng kết, kia thanh phong phải thua. Đồng thời khiêu chiến ba vị, hắn quá càn rỡ, ta Phật môn thánh tử cũng không phải gà đất chó sành, hắn lại dám như thế khinh thị. Dưới đài, không ít đệ tử Phật môn đều là lên tiếng kinh hô, ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Lâm Thư Hải nhìn qua cái kia ngay cả thành dãy núi Phật quang thần trưởng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn ra được, ba vị này Phật môn thánh tử lẫn nhau phối hợp, này Phật môn trưởng pháp chỉ dựa vào một người, chỉ có thể thi triển ra một bộ phận uy năng, nhưng ba người liên thủ, lại đem này Phật trưởng tuyệt kỹ cho hoàn chỉnh thi triển ra. Cái này tương đương với đạo pháp cảnh Phật tôn một kích, mặc dù không có thánh đạo lực lượng gia trì, nhưng cũng là kinh thiên động địa thủ đoạn. Trên chiến đài, Xích Quang đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia hướng Lý Hạo trấn áp tới Phật quang, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới bị hắn khinh thị những này Phật môn thánh tử, thế mà cũng có thủ đoạn như thế. Tuy nói là liên thủ thi triển tuyệt kỹ, nhưng có thể liên thủ để hắn cảm thấy uy hiếp, cũng là cực kỳ đáng sợ. Đều nói thiên ngoại hữu thiên, Xích Quang giờ phút này lần nữa kiến thức đến cái khác thiên kiêu cường hãn. Lý Hạo ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là kim quang. Tại kim quang bên ngoài là ba tôn pháp tướng Phật Đà bộ dáng, liên thủ hướng hắn trấn áp xuống. Lý Hạo trong tay kéo lên một đạo kiếm hoa, ánh mắt không có biến hóa, y nguyên như lúc trước như vậy, đưa tay, huy kiếm, đen nhánh công danh chém ra đen nhánh vết kiếm, hư không đứt gãy, kim quang xuất hiện vết rách, giống lọt vào đáng sợ xâm nhập, Phật quang bị chảm diệt. Kia liên thủ trấn áp xuống trưởng ấn, lại bị một kiếm chém đứt, kiếm khí vọt lên tận trời, đột nhiên quét ngang, đem đầy trời Phật quang xoắn nát. Trực tiếp bổ ở trong đó một vị Phật môn thánh tử pháp tướng bên trong, kia pháp tướng Phật Đà lộ ra kinh hãi chi sắc, tự mình tiếp xúc, mới cảm nhận được Lý Hạo cái này kiếm đạo đáng sợ, kia cỗ chảm tuyệt hết thảy kiếm ý đến cỡ nào dữ tợn cùng cực hạn. Bành, Phật Đà kim quang tịch diệt, kiếm quang bổ ra kia Phật môn thánh tử bả vai, cắt đứt một tay. Lý Hạo lần nữa huy kiếm, quét ngang mà ra. Đen nhánh kiếm quang thuận quy khư chớp mắt đã tới, hai vị khác Phật môn thánh tử muốn tránh. Nhưng kiếm khí tới quá nhanh, bọn hắn pháp tướng thượng Phật đạo cương khí vừa hiển hiện, liền bị kiếm quang bổ ra, pháp tướng bị chém đứt, nhục thân bị buộc ra pháp tướng. Kiếm khí này cũng không muốn mạng của bọn hắn, ngược lại giống một cái roi, đem bọn hắn từ pháp tướng bên trong quật ra, hung hăng đụng vào vừa mới lần nữa ngưng kết pháp trận bên trên. Bành 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 ba tiếng nổ, ba vị Phật môn thánh tử đều bị kiếm thế đánh bay tại pháp trận bên trên, cả xa bên trên Phật quang lấp lóe, lại ảm đạm tịch diệt, nhục thân chấn động phía dưới. Phun ra máu tươi, Lý Hạo không có truy kích, thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn lại. Một kiếm phá tuyệt học, một kiếm bại tam tử. Nhìn thấy kia ba vị Phật môn thánh tử từ pháp trận bên trên rơi xuống, dưới đài đông đảo đệ tử Phật môn trên mặt hưng phấn, giống như là ngưng kết, tựa như yết hầu bị người bóp chặt, đồng thời hung hăng rút một cái miệng rộng, trong mắt đều là khó có thể tin. Thế Tôn Phật Đà Trưởng thế mà lại bại, ba vị Phật môn thánh tử lại không địch lại Lý Hạo một kiếm. Cột mốc chiếu rọi, thấy cảnh này Thương Lan dưới đám người đều là hãi nhiên nghẹn ngào. Thiếu niên kia thẳng tắp dáng người đứng ở trên chiến đài, cầm trong tay ba thước ô kiếm, như một tôn thiếu niên kiếm thần, bại tận thiên kiêu. Đây chính là hắn chân chính kiếm đạo. Hạo Nguyệt Thánh Tử kinh ngạc nhìn Lý Hạo thân ảnh, thân là kiếm khách, hắn càng có thể xem hiểu Lý Hạo kiếm, cái này kiếm đạo thật là đáng sợ, tựa hồ ẩn chứa cực hạn đạo niệm, không gì không phá. Làm kiếm, đối phương đem sắc bén phát huy đến cực hạn. Viêm đạo có thể chạm, Phật quang có thể chạm, dường như hết thảy đều có thể chặt đứt. Lúc trước hắn còn muốn lại cùng Lý Hạo đọ sức dưới, lần này bế quan hắn có chỗ tinh tiến, nghĩ đòi lại lúc trước sỉ nhục, nhưng giờ phút này, hắn lại sâu khắc kiến thức đến, giữa lẫn nhau chênh lệch thật lớn. Đối phương tựa như hắn sư tôn, trừ không có có thành thánh bên ngoài, cái này kiếm đạo đáng sợ, không kém cỏi chút nào. Trên đài, Lý Hạo chảm bại ba vị Phật môn thánh tử, cũng không ra tay độc ác, tay cụt tổn thương cũng có thể tái sinh, nơi này dù sao cũng là Phật môn thánh địa. Hắn vẫn là hạ thủ lưu tình, Bỗng nhiên, Lý Hạo phát giác được, tứ phương tụ tập mà đến hương hỏa, lại biến nhiều hơn. Hắn sững sờ một chút, không khỏi cảm thấy mấy phần kinh ngạc, lại có mấy phần châm chọc. Xem ra, cho dù là thụ Phật môn ảnh hưởng sâu hơn Thương Lan giới, nhân tính căn nguyên, vẫn là kính sợ cường giả, đây là thiên tính. Nhược nhục cường thực pháp tắc, tại chư thiên đều áp dụng, mặc dù hắn giờ phút này bị mang theo ma đạo, nhưng thể hiện ra cường thế lực lượng, y nguyên thu hoạch được đại lượng hương hỏa. Sau lưng Lý Hạo, Lâm Thanh Anh có chút thất thần, lúc trước tại kiếm tổ thánh địa, nàng liền gặp qua Lý Hạo kia làm cho cả thánh địa ảm đạm phai mở một kiếm, bây giờ, đây cũng là Lý Hạo tự thân kiếm đạo sao? Nàng không nghĩ tới mình kiếm về cái kia toàn thân vết thương chồng chất thiếu niên,
lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Đây chính là Chí Thánh môn hạ đệ tử. Nàng thật sâu nhìn chăm chú Lý Hạo bóng lưng, trong lòng suy nghĩ thu hồi, nắm chặt trong tay kiếm, yên lặng đứng tại đối phương cái bóng bên trong. Trên chiến đài, theo ba vị Phật môn thánh tử bại trận, trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Xích Quang nhìn chằm chằm Lý Hạo, trong lòng mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Lý Hạo rất mạnh, không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Cái khác nguyên bản còn kích động muốn tranh đoạt đệ nhất người, cũng đều là trầm mặc không nói, muốn cầm thứ nhất, nhất định phải đánh bại Lý Hạo, nếu không thắng những người khác cũng không có chút ý nghĩa nào. Cái này ngọn núi cao sừng sững ở đây, có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lâm Thư Hải than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, trong lòng một tia tưởng niệm thu liễm. Xem ra, cái này trăm thành hương hỏa, muốn tặng cho vị này hậu sinh, không biết hắn từ sư môn nào. Văn Thánh nhẹ giọng mỉm cười nói. Một câu tiếp theo nói tùy ý, nhưng hắn hướng Phật Tôn liếc đi, lời này nhưng cũng không đơn giản. Phật Tôn cũng nghe ra Văn Thánh lời nói bên trong hàm nghĩa, nhìn như tùy ý, như không thêm vào phỏng đoán, chỉ sẽ cảm thấy là một câu vô dụng nói nhảm. Nhưng Phật Tôn biết, Văn Thánh là sợ mình đối thiếu niên kia xuất thủ, giờ phút này nói là tại điểm tỉnh hắn. Có thể có biểu hiện như thế thiếu niên, nếu nói chỉ là xuất thân từ thần triều đỉnh tiêm thế lực, kia không khỏi hơi cường điệu quá. Trừ phi là thánh nhân chuyển thế, dựa vào trí nhớ kiếp trước, hoặc là chính là phía sau có thánh nhân chỉ điểm, lại có thể là Chí Thánh môn hạ. Như thế kiếm đạo, lại không phải kiếm thánh môn hạ, không khỏi đáng tiếc. Phật Tôn đối bên cạnh kiếm thánh nói. Kiếm thánh hơi híp mắt lại, biết đối phương đang thử thăm dò, lẫn nhau phải chăng có giao tế. Mặc dù hắn không thích Lý Hạo, đối phương lúc trước bại Hạo Nguyệt thánh tử, để cho mình đệ tử mất mặt, nhưng bây giờ kia Thanh Phong cùng Phật môn đối lập, hắn phản ngược lại sẽ không đi khó xử đối phương. Chư thiên thế giới, kiếm khách vô số, ta kiếm tổ thánh địa tuy là kiếm khách thánh địa. Các giới kiếm đạo thiên kiều mộ danh đến đây, nhưng y nguyên có chút kiếm khách, có tự thân con đường, cũng không thể coi là tiếc hận. Có thể nhìn thấy như thế kinh diễm kiếm đạo, đối ta mà nói, đã là một lần chuyện may mắn. Kiếm thánh nói. Phật Tôn mặt mỉm cười, biết kiếm thánh không muốn lộ ra, hắn nói khẽ, mọi thứ đều có nhân quả. Liền để cho ta tới suy tính hạ vị này hậu sinh nhân quả nơi phát ra, xem hắn xuất từ phương nào, cũng coi là cho chư vị giải hoặc. Rõ ràng là chính ngươi muốn biết. Kiếm thánh trong lòng cười khẽ, biết đối phương đang sầu lo. Bất quá, hắn cũng nghe qua Phật Tôn nhân quả đạo, cực kỳ đáng sợ, thậm chí siêu việt hắn chúng sinh kiếm đạo. Dù sao chúng sinh cũng tại nhân quả bên trong trầm luân, tại rất nhiều thánh đạo bên trong, Phật Tôn nhân quả đạo đều có thể nói là đỉnh tiêm, cũng là Chí Thánh phía dưới, số rất ít mấy vị đỉnh tiêm thánh nhân. Văn Thánh đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng muốn nhìn một chút Lý Hạo xuất thân nơi nào. Giờ phút này, theo Phật Tôn vận chuyển nhân quả, phía sau công đức pháp luân tản ra sáng chói Phật quang, ngón tay hắn bóp bóp, đầu ngón tay nhân quả lưu chuyển, vạn vật đã có quả, tất có nhân, có thể tìm căn nguyên tố nguyên. Nhưng mà, theo thánh đạo ngưng tụ, truy tìm đầu nguồn, bỗng nhiên lại giống như có đồ vật gì, đem kia thánh đạo lực lượng cách trở. Phật Tôn đáy mắt hiện ra một vòng cực mịt mờ kinh hãi. Có thể ngăn chặn mình nhân quả dò xét, này các loại thủ đoạn, chỉ có Chí Thánh mới có thể làm đến, thậm chí, chỉ có Chí Thánh tự mình xuất thủ mới có thể làm đến. Chẳng lẽ nói, đối phương phía sau từ đầu đến cuối có vị Chí Thánh, vì đó che chở. Phật Tôn ánh mắt lộ ra suy nghĩ, nhìn qua kia trên chiến đài thiếu niên dáng người, ánh mắt chớp động. Phật Tôn, nhưng có suy tính ra. Văn Thánh chờ đợi một lát, lại không thấy Phật Tôn mở miệng, có nhiều một tia ngoài ý muốn hỏi. Phật Tôn thần sắc bình thản, lạnh nhạt nói, nhân quả vô thường, đối phương có như thế thiên tư, cũng là xuất từ danh môn. Vị nào thánh nhân tọa hạ? Kiếm Thánh hỏi. Phật Tôn cười không nói. Không có trả lời. Gặp hắn bộ này cao thâm mặt chắc bộ dáng, Văn Thánh cùng Kiếm Thánh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đều không có lại hỏi thăm. Trên chiến đài, Lý Hạo ánh mắt quét tới, nhìn thấy cái khác thập cường người. Hạo Nguyệt Thánh Tử gặp Lý Hạo ánh mắt nhìn đến, sắc mặt biến hóa xuống, có chút cúi đầu im lặng, chợt không nói gì, chuyển thân nhảy xuống chiến đài, từ bỏ tranh đoạt thứ nhất. Những người khác bị Lý Hạo ánh mắt nhìn, cũng đều không có trả lời. Lâm Thư Hải đối Lý Hạo cười cười, mặc dù không nói chuyện, nhưng biểu lộ giống như là nói, chúc hạ huynh đài. Lý Hạo đối khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân, song sinh Phật tử. Đối phương đứng tại trên chiến đài, từ đầu đến cuối chưa từng xê dịch. Giờ phút này gặp Lý Hạo xem ra, song sinh Phật tử trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nói khẽ, cái này kiếm đạo, thật thật lợi hại. Nghe được song sinh Phật tử, dưới đài có chút bạo động, không nghĩ tới ngay cả vị này Phật tử đều đa tạ Lý Hạo kiếm đạo. Bất quá, Lý Hạo kia mấy kiếm xuất thủ, cho dù là cảnh giới thấp võ giả, đều có thể cảm nhận được đáng sợ, ánh mắt giống bị cắt đứt, có loại như kim đâm đâm nhói, chỉ là nhìn chăm chú đều sẽ thụ thương. Muốn tranh thứ nhất a?
Lý Hạo sắc mặt không vui không buồn mà nói. Song sinh Phật tử thấp giọng cười vài tiếng, nói, cái này thứ nhất, tất nhiên là sẽ không để cho ngươi, nói đến, chúng ta thật đúng là số mệnh đâu. Lý Hạo ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạo Thiên, lại gặp mặt, xem ra ngươi tựa hồ không nhận ra ta. Song sinh Phật tử nói khẽ. Cái này vừa nói, Lý Hạo liền giật mình, chợt sắc mặt đột biến. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người, trải rộng toàn thân, hắn nhìn chằm chằm song sinh Phật tử nói, ngươi là, ta ở nhân gian hóa thân bị ngươi chém xuống, xấu ta đại đạo, bây giờ lại ở chỗ này cùng ta bản tôn tranh đoạt hương hỏa, ngươi vậy mà quên ta sao? Song sinh Phật tử mỉm cười nói, Lý Hạo con ngươi có chút co vào, ngươi là Phật chủ. Hắn có chút chấn kinh, trước mắt song sinh Phật tử, đúng là Phật chủ. Mặc dù nói trên người đối phương Phật ma khí tức tương tự, Phật chủ cũng là lợi dụng hóa thân tu ma, bản tôn tu Phật, nhờ vào đó nghĩ Phật ma hợp nhất vượt qua văn đạo thành thánh, nhưng Phật chủ thế nhưng là tu hành hơn 2.000 năm, trước mắt song sinh Phật tử mới bao lâu? Nếu nói chuyển thế, thời gian này cũng không khớp. Trước mắt song sinh Phật tử, riêng là bề ngoài liền 16-17 tuổi, mà nhân gian cùng chư thánh chi địa thời gian chuyển đổi, cho dù Phật chủ bị hắn chém giết sau lập tức chuyển thế, bây giờ cũng mới chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Giống như nhìn ra Lý Hạo chấn kinh, song sinh Phật tử mỉm cười, nói, nếu không phải ta cái này chuyển thế thân ở 10 năm trước, còn quá non nớt, ta đã hàng lâm từ lâu nhân gian, đưa ngươi tru sát. Trong miệng hắn nói tru giết, nhưng một mặt mỉm cười, biểu lộ từ bi an bình. Lý Hạo bỗng nhiên minh ngộ. Mặc dù đối phương chưa nói tỉ mỉ, nhưng hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Trước mắt song sinh Phật tử là thánh nhân chuyển thế, là chuyển thế thân, điểm này lúc trước liền bị đám người suy đoán, bây giờ cũng coi là ngồi vững. Người Phật chủ kia hóa thân, cũng không phải là song sinh Phật tử sở tu, mà là hắn kiếp trước sở tu, xuống đến nhân gian. Mà hắn bản tôn, cũng tại trước đây không lâu chuyển thế, biến thành bây giờ song sinh Phật tử. Bản tôn chuyển thế, Phật ma hợp tu, hóa thân giáng lâm nhân gian, tu Phật ma chi đạo, ngươi muốn đợi đến đồng thời đại thành lúc, chuyển thế thân cùng tiền thế hóa thân hợp nhất, tu luyện tới cảnh giới trí cao. Lý Hạo đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm song sinh Phật tử, phỏng đoán ra đối phương bản tính. Người Phật chủ kia lòng dạ cực cao, mưu toan nhảy qua văn đạo cảnh, thẳng tới thánh đạo. Nếu chỉ là hóa thân, cái này song sinh Phật tử nguyên bản mưu đồ liền không thể khinh thường, hẳn là muốn mượn cái này vấn đỉnh chí thánh, thậm chí nghĩ tại chí thánh bên trong, đều có thể xưng tôn. Không sai, nếu là tu thành, ta đem xem cổ kim, phân biệt âm dương, biết thiên địa, trưởng hết thảy Phật Pháp, trưởng hết thảy diệu lý, thành chí thánh Phật Đà. Song sinh Phật tử gặp Lý Hạo nói ra bản thân bố cục mưu đồ, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, nghe được song sinh Phật tử cùng Lý Hạo trò chuyện, mọi người dưới đài đều là chấn kinh, nghe qua song sinh Phật tử là thánh nhân chuyển thế, không nghĩ tới quả thật như thế, mà lại thế mà mưu cầu quá lớn, nghĩ chuyển thế tu thành chí thánh. Tốt hùng vĩ nguyện cảnh. Đây chính là song sinh Phật tử hoành nguyện sao, không hổ là thánh nhân chuyển thế. Nói như vậy, kia Thanh Phong cùng song sinh Phật tử đã sớm nhận biết. Không đúng, Thanh Phong là hắn dùng tên giả. Vừa song sinh Phật tử xưng hắn cái gì? Hạo Thiên, là Hạo Thiên. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, mà ở đây bên ngoài, trên đàn cùng bên người Dạ Tổ bọn người, lại là trong lòng rung mạnh. Hạo Thiên. Trước đó không lâu bọn hắn còn đàm luận qua vị kia Hạo Thiên, là cùng một người. Nếu là lúc trước, cho dù Lý Hạo đem bản danh bại lộ, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ liên tưởng đến nhau. Dù sao chư thiên thế giới, nhân số mênh mông, cùng tên người không có trăm vạn cũng có vài chục vạn. Nhưng lấy Lý Hạo giờ phút này cho thấy yêu nghiệt trình độ. Lại là cùng tên, cái này sẽ rất khó là trùng hợp. Nghĩ đến vị kia Hạo Thiên truyền thuyết, trên đàn bọn người là chấn kinh, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, bây giờ Lý Hạo thân phận bại lộ, vị kia hư không thánh địa thánh nhân nếu là biết được, tất nhiên sẽ theo đuổi giết, suy nghĩ của bọn hắn có chút hỗn loạn, mặt bên trong tràn đầy lo lắng. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn một chút vị kia Phật tôn, đối song sinh Phật tử nói, ngươi có dạng này hoành nguyện, muốn trở thành Phật môn lãnh tụ, không biết Phật tôn có thể đáp ứng không? Cái này tự nhiên là ta cùng Phật tôn ở giữa sự tình, ngươi nên lo lắng, là ngươi hôm nay có thể hay không từ dưới tay ta sống sót. Song sinh Phật tử lạnh nhạt mỉm cười nói. Lý Hạo lúc này mới minh bạch, vì cái gì đối phương lúc trước liền thỉnh thoảng đối với hắn mỉm cười, nụ cười kia quỷ dị, nguyên lai đối phương sớm tại ngay từ đầu liền nhận ra hắn. Thân phận hôm nay bại lộ, nơi đây không nên ở lâu, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Như vậy xoay người rời đi, đối phương chưa hẳn đáp ứng, chỉ có thể trước đem giải thích quyết. Lại cấp tốc tìm một chỗ nơi an thân, trong lòng của hắn suy tư, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay tự nhiên mơn trớn mũi kiếm, lặng yên cắt đứt ra một giọt kim sắc thần huyết, lập tức từ thiên địa không gian bên trong lấy ra một viên thuốc, đang nắm chắc thời điểm, trong lòng bàn tay kim huyết thẩm thấu đến đan dược bên trong. Lý Hạo đem đan dược đưa cho Lâm Thanh Anh, nói, ngươi đi xuống trước đi,
đồng thời truyền âm nói, tìm địa phương đem đan dược này mất đi, tuyệt đối đừng mang ở trên người. Hắn có thể rỉ máu trùng sinh, như kia hư thánh ngoài ý muốn trình diện, đem hắn giờ phút này tru sát, hắn còn có thể mượn giọt kia thần huyết phục sinh. Giờ khắc này ở ba vị thánh nhân dưới mí mắt, Lý Hạo cũng chỉ có thể dùng răng tuyết đồ ẩn nấp thuộc tính, đem cái này thần huyết giấu tại đan dược bên trong, có thể hay không bị nhìn thấu, trong lòng của hắn cũng không chắc. Chương 153, Vĩnh Hằng Đạo Vực, đánh no đòn Phật tử. Lâm Thanh Anh cầm Lý Hạo đưa tới đan dược, mắt nhìn, tuy là một viên hy hữu liệu càng thần đan, nhưng gia gia của nàng là Lâm Sơn Hải, bực này đan dược đối với nàng mà nói, thiên địa không gian bên trong chí ít mấy chục hồ lô. Nàng biết Lý Hạo có nguyên nhân khác, lúc này tiếp nhận, chợt ngưng mắt nhìn xem Lý Hạo, tên thật của ngươi gọi Hạo Thiên sao? Lý Hạo nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, không sai. Họ đâu? Lâm Thanh Anh nói khẽ. Lý Hạo thu hồi ánh mắt, chuyển thân hờ hững nhìn xem kia song sinh Phật tử, không họ. Lâm Thanh Anh liền giật mình. Nàng chỉ muốn biết được Lý Hạo tên đầy đủ, nàng ẩn ẩn ý thức được, lần này Lý Hạo thân phận bại lộ, sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức, có thể sẽ như vậy ly biệt. Mà biển người mênh mông, như nghĩ gặp lại, chỉ ít phải biết đối phương tên đầy đủ, nếu không tương lai nơi nào đi nghe ngóng, như thế nào nghe ngóng, đều là ngơ ngẩn. Không biết Lý Hạo là không muốn trả lời, vẫn là có ẩn tình khác, Lâm Thanh Anh yên lặng gật đầu, không có lại truy vấn, đem viên đan dược kia nắm chặt, nhận lấy, lập tức thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận. Căn dặn xong, nàng cuối cùng mắt nhìn Lý Hạo, liền chuyển thân xuống đài. Trên chiến đài, trong khoảnh khắc chỉ còn lại Lý Hạo cùng song sinh Phật tử, những người còn lại gặp qua Lý Hạo vừa mới hung uy, đều từ bỏ tranh đoạt thứ nhất. Giờ phút này gặp hai người này đúng là cũ địch, cũng không khỏi kích động lên. Trận đại chiến này nhìn qua không thể tránh được, chỉ là không biết, vị này Hạo Thiên có thể đánh bại thánh nhân chuyển thế song sinh Phật tử. Lý Hạo cùng song sinh Phật tử lẫn nhau nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sát ý. Chỉ là Lý Hạo đáy mắt lãnh quang không che giấu chút nào, mà song sinh Phật tử lại là trên mặt từ bi, khuôn mặt nửa âm nửa minh, có loại giả cười cảm giác. Lý Hạo biết, Phật chủ hóa thân bị hắn chém giết tương đương với hủy thánh đạo, thù này nan giải. Đã khó giải, cũng không cần đi giải, dù sao lúc trước chém giết Phật chủ, là vì phong lão báo thù, lúc đầu đem Phật chủ chém giết, bút chứng này đã tính toán rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra, còn không có tính toán rõ ràng. Vốn định chờ lần này danh ngạch chiến kết thúc. Ta tự mình đi nhân gian giải quyết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới đây, cái này tam thập tam thiên, ngươi hết lần này tới lần khác còn tới đến thương lan giới, đây chính là chúng ta số mệnh. Song sinh Phật tử đôi mắt thâm trầm, tin tưởng nhân quả số mệnh luân hồi, ý thức được mình thánh đạo kiếp nạn, trước mắt Lý Hạo chính là trong đó một kiếp, nhất định phải vượt qua, nếu không mình kia chí thánh đại đạo, khó mà tu thành chính quả. Số mệnh sao, ngươi cũng xứng, nhân gian bị ta chém giết, hôm nay là tại thánh địa. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lý Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thể hiện ra thiếu niên hoàng giả uy nghiêm. Hắn biết hôm nay thân phận bại lộ, tất có kiếp nạn, mà lại nơi đây là Phật môn thánh địa, muốn đem đối phương chém giết là không thể nào. Lý Hạo thấy không rõ kia Phật tôn chân diện mục, không biết đối phương sẽ hay không giống như hư thánh vô sỉ, tự mình ra tay với hắn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể nào lựa chọn, sinh cùng tử, đều giao cho mệnh số, mình hết sức là đủ. Cho dù hôm nay nuốt hận ở đây, hắn cũng sẽ không oán hận, chí ít ngày xưa mỗi một ngày, hắn đều nghiêm túc sinh hoạt qua, không có cô phụ thời gian tuế nguyệt. Nghe được Lý Hạo, dưới đài đều là xôn xao, không nghĩ tới đối mặt song sinh Phật tử, Lý Hạo thế mà còn có dạng này bá khí bễ nghễ. Đây chính là thánh nhân chuyển thế, mà lại rõ ràng còn thức tỉnh thánh nhân ký ức, Lý Hạo giờ phút này, đối diện giống như là một vị tu vi hạ thấp đạo pháp cảnh Phật môn thánh nhân. Xác thực chờ ta đưa người đánh chết. Chặt đứt đoạn nhân quả này, sứ mệnh của ngươi cũng nên kết thúc. Song sinh Phật tử trên mặt ý cười thu liễm, toàn thân Phật quang dần dần nở rộ, cùng lúc đó, phía sau cả xa bên trong, toát ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành một tôn cực đại dữ tợn thiên ma ngoại tượng hư ảnh. Kia ngoại tượng nhìn như là thiên ma, kỳ thực lại là Phật Đà diện mục, bát tí tam thủ, đôi mắt như chuông đồng tranh nộ. Theo thiên ma ngoại tượng triển lộ, Phật điện trên không, chẳng biết lúc nào lại tụ đến đại lượng mây đen, giữa thiên địa giống như là tối sầm lại. Đây chính là song sinh Phật tử từ nhỏ đối kháng thiên ma. Ông trời của ta, cái này cũng thật là đáng sợ. Nghe Phật môn nói, song sinh Phật tử chuyển thế, bị thiên ma nhìn rõ, nghĩ tại trong bụng mẹ đem nó giết chết, lại ngoài ý muốn hỗn hợp lại cùng nhau, một thai cùng sinh, dẫn đến song sinh Phật tử đời này nhất định phải đem tâm ma trừ sạch, mới có thể thành thánh. Hắn tu hành đường, không phải công pháp, mà là Phật pháp, là tu tự thân. Thương lan giới các nơi. Nghị luận ầm ĩ, đều cảm nhận được kia thiếu niên Phật tử gian nan. Nhìn thấy song sinh Phật tử trên thân nở rộ sáng chói Phật quang lúc, phảng phất có thể cảm nhận được kia mãnh liệt tế thế đạo niệm,
vô số người đều tại tán tụng. Lý Hạo nghe được dưới đài trận trận trợ uy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, trong lòng cười lạnh. Cái này cái gọi là tâm ma, rõ ràng là đối phương tự mình tu luyện mà ra, lại nói thành thiên ma xâm lấn, đem mình ngụy trang thành người bị hại, khó trách có thể công nhiên triển lộ ma tượng, lại không nhận chất vấn. Phật môn đã sớm vì đó trải tốt đường, đem nó sự tích truyền bá. Cái gọi là chính tà, bất quá là phân biệt nói, ai phân biệt thắng, ai chính là chính. Đại thừa chấn ma chỉ. Song sinh Phật tử đưa tay, bỗng nhiên, toàn thân sáng chói Phật quang ngưng tụ, tại đầu ngón tay hóa thành một điểm. Sau đó, phía sau thiên địa pháp tướng triển lộ, nhưng cũng không lộ ra toàn cảnh, mà là chỉ lộ ra một cây to lớn ngón tay. Ngón tay này giống như từ thương khung trong mây đen xuyên qua xuống tới, như một cây cự phong, vân tay lại có thể thấy rõ ràng, thô ráp vô cùng. Mang theo thiên thạch rơi xuống thanh thế, hướng trên chiến đài Lý Hạo trấn áp xuống. Vô số người thấy nín hơi, đây là thủ đoạn gì? Lý Hạo ngẩng đầu, nhìn qua kia giống như đem không khí đều ma sát đến thiêu đốt pháp tướng ngón tay, trong tay bỗng nhiên kéo lên một đạo kiếm hoa, lập tức bỗng nhiên huy kiếm, bành, một kiếm ra, giữa thiên địa dường như sấm sét chấn động, kia một đạo đen nhánh kiếm ảnh, lại tựa như tuyết quang trong suốt, chiếu sáng vô số người đôi mắt. Ngút trời kiếm khí như sóng triều nộ long bay thẳng mà ra, đụng phải kia pháp tướng ngón tay, sau đó, như chặt đứt sơn phong tạo thành ầm ầm tiếng vang. Chấn động phía dưới, kia pháp tướng ngón tay vỡ ra, vân tay xé rách, phía trên Phật quang vỡ vụn. Lý Hạo tại xuất kiếm về sau, thậm chí không có lại ngẩng đầu đi xem, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm song sinh Phật tử, thân thể bỗng nhiên bước ra một bước, quy khư thuấn di, thân ảnh của hắn như quỷ mị, chớp mắt đã tới, xuất hiện tại song sinh Phật tử trước mặt. Đạo vực, thần ma cực vực. Song sinh Phật tử dường như ngờ tới Lý Hạo ra chiêu, toàn thân bỗng nhiên thi triển đạo vực, chỉ gặp tầng tầng lớp lớp đạo vực hiển hiện, cấp tốc kéo lên, cuối cùng đạt tới 9981 trọng, cái này 81 trọng đạo vực, lại không giống Lý Hạo trước kia đơn giản như vậy điệp ra, mà là hình thành một loại nào đó quỷ dị lực trường dẫn dắt, nhanh chóng dung hợp, lại giống vĩnh hằng đạo vực dung hợp, hóa thành nhất trọng đạo vực, mà cái này nhất trọng đạo vực bên trong, lại có quỷ dị Phật ma dị tượng hiển lộ, ẩn chứa âm dương điên đảo nghịch loạn tê liệt lực lượng. Đây là cái gì đạo vực? 81 trọng thế mà trong nháy mắt dung hợp. Nghe đồn có đạo vực tu luyện pháp, đây chính là trong truyền thuyết đạo vực chi pháp. Hắn mặc dù chỉ có 81 trọng đạo vực, nhưng ở đạo vực chi pháp biên chế dưới, chỉ sợ kia Hạo Thiên trăm tầng đạo vực đều không kịp. Mọi người dưới đài kinh hô, đạo vực tu luyện pháp là cực kỳ hiếm thấy bí pháp, đỉnh tiêm thánh địa mới có thể đem đa trọng đạo vực bệ trở nên cực kỳ đáng sợ. Lý Hạo quy khư hiện thân thời khắc, liền đã đặt mình vào tại đối phương đạo vực bên trong. Kia mãnh liệt tê liệt lực lượng chớp mắt mà đến, tác dụng tại hắn nhục thân bên trên, nếu không phải nhục thể của hắn tu luyện tới trung cảnh, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát. Nhưng dù vậy, hắn toàn thân cũng chảy ra đại lượng kim sắc máu tươi. Chỉ là những này thần huyết vừa chảy ra đến, liền bỗng nhiên rút về, cùng lúc đó, Lý Hạo đôi mắt trợn trừng, vĩnh hằng đạo vực bỗng nhiên hiển lộ. Oanh! Kinh khủng uy nghiêm, trong nháy mắt quân lâm chiến đài. Trong chốc lát, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng yên tĩnh, đình chỉ lưu chuyển. Kia song sinh Phật tử thần ma cực vực, như băng phong, lại đông kết ở trong sân, bên trong dị tượng ngưng kết, bao quát song sinh Phật tử, thân thể cũng ở vào đình trệ bên trong, chỉ là đôi mắt giống như có thể nhìn, suy nghĩ có thể động, hắn đáy mắt hiện ra một tia chấn kinh. Bành, Lý Hạo không sử dụng kiếm, mà là nâng lên nắm đấm, hung hăng một quyền bạo nện ở trên mặt của đối phương. Song sinh Phật tử thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào pháp trận bên trên, mà hắn thần ma cực vực vừa triển lộ ra liền bị Lý Hạo vĩnh hằng đạo vực chấn áp, trực tiếp tiêu tán, kia hiển lộ đáng sợ dị tượng, còn chưa bộc phát ra lệnh thế nhân chú mục uy lực, liền tan thành mây khói, tại chỗ tan rã. Đạo vực đối bính, đơn giản mà thô bạo. Cái này đột nhiên nghịch chuyển một màn, để dưới đài vô số người kinh ngạc, lúc trước rung động nghẹn ngào, giờ phút này cũng giống như bị đè xuống yên lặng khóa, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không riêng gì dưới đài cùng thương lan giới các nơi thông qua cột mốc người quan chiến, rất nhiều Phật môn bán thánh, bao quát đến đây quan chiến giao tổ, sơn tổ chờ bán thánh, cũng đều là rung động mà nhìn xem Lý Hạo. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm, Lý Hạo tại vĩnh hằng đạo vực hiện ra trong chốc lát, 360 trọng đạo vực như ánh chớp xuất hiện, cuối cùng hợp nhất. Đây chính là trọn vẹn 360 trọng đạo vực A. Dưới đài Giang Ánh Nguyệt sửng sốt, đầu óc có chút trống không, đã nói xong 97 trọng, tăng lên tới trăm tầng còn chưa tính, nhưng 360 trọng, Phật điện bên trên, văn thánh cùng kiếm thánh cũng đều có chút sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Hạo thế mà thể hiện ra đáng sợ như vậy thủ đoạn. Cái này tựa hồ là, tứ lập cực cảnh. Văn Thánh ánh mắt ngưng trọng, nói nhỏ nói, 360 trọng đạo vực, riêng là đạo vực, đối cái này Chí Tôn Thiên Kiêu chiến tới nói, chính là có thể xưng hàng duy đả kích tồn tại.
Trừ phi những người khác có khác loại thủ đoạn thông thiên, nếu không riêng là đạo vực cũng đủ để cho Lý Hạo một đường quét ngang, tại chư thiên bên trong đều có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu. Dù sao chí tôn thiên kiêu chiến giới hạn tuổi tác tại trong vòng 100 năm, cho dù 1 năm tu luyện tam trọng đạo vực, thời gian cũng không kịp. Chớ nói chi là còn muốn tu hành, còn có cái khác cực cảnh, kỹ pháp thần thông vân vân. Không kịp, căn bản không kịp. Phật tôn sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng rất nhanh lại duy trì lặng im, chỉ là lúc trước hiền lành cười ôn hòa ý, lại là biến mất không thấy. Trên chiến đài, Lý Hạo thi triển ra vĩnh hằng đạo vực, nhanh chân hướng song sinh Phật tử đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, chiến đài đều đang lắc lư, như đất rung núi chuyển, giống như đem trọn Phật môn thánh địa đỉnh núi đều dẫm đạp đến lắc lư. Kia trùng thiên khí thế, tuyệt thế dáng người, để vô số người rung động. Đây chính là ngươi bản tôn thực lực sao, quá yếu. Chờ tới gần song sinh Phật tử lúc, Lý Hạo đột nhiên quy khư, bước ra một bước, xuất hiện tại song sinh Phật tử trước mặt, giơ chân lên chính là bạo đá mà ra. Bành một tiếng, song sinh Phật tử thân thể bay bắn đi ra, đâm vào chiến đài một bên khác pháp trận bên trên, nhưng toàn thân cả xa lại hiển hiện bảo quang, giống như vì đó ngăn cản không ít tổn thương. Lý Hạo cũng không phải là cố ý trà đạp, mà là biết, như thật muốn đem nó chém giết, một kiếm là được, nhưng một kiếm kia chém ra, kia Phật tôn tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, tuyệt sẽ không nhìn hắn ở loại địa phương này, đem cái này Phật môn thánh nhân chuyển thế người giết chết. Đã không thể giết, vậy liền ngược. Về phần sẽ hay không đắc tội Phật tôn, cũng không tại Lý Hạo cân nhắc, cho dù hắn nhận thua cầu xin tha thứ, đối phương như nghĩ ra tay với hắn, y nguyên sẽ ra tay với hắn. Hèn mọn cầu xin sẽ chỉ làm mình ngay cả chết đều chết không có tôn nghiêm. Bành, bành, Lý Hạo thân ảnh liên tiếp bước ra, quy khư cực cảnh thuấn di, nhanh như quỷ mị, toàn bộ chiến trường giống như là hóa thân Lý Hạo lĩnh vực, tại vĩnh hằng đạo vực chấn áp xuống, ngay cả phù động bụi bặm đều đình trệ ở giữa không trung. Song sinh Phật tử thân thể, tại Lý Hạo bạo đá xuống, không hề có lực hoàn thủ, như bóng ra bị Lý Hạo thuấn di đá tới đá vào. Một màn này thấy toàn bộ Thánh Sơn yên tĩnh, thương lan giới mấy chục thần triều bên trong, cũng đều là yên tĩnh im ắng. Lúc trước có thể xưng đứt gãy đệ nhất song sinh Phật tử, lại Lý Hạo dưới tay như đồ chơi, không chịu nổi một kích, điều này thực để vô số người không thể nào đoán trước, đều là rung động đến nói không ra lời. Giống trong lúc đó, song sinh Phật tử phía sau tôn này thiên ma ngoại tượng phát ra gầm nhẹ. Trong mắt lại mãnh liệt bắn ra hồng quang, kia ma tượng tựa là tránh thoát ra vĩnh hằng đạo vực chấn áp, Lý Hạo có đạo vực vườn quanh, cảm thụ tinh tế tỉ mỉ, có thể rõ ràng dò xét đến, kia thiên ma ngoại tượng bên trong lại có đạo cực sâu thánh đạo ý chí, đây không phải là đơn thuần ma tượng hư ảnh. Chẳng lẽ lại, Lý Hạo ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được kia thánh đạo ý chí, đáy mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ lại kia thiên ma ngoại tượng bên trong, gửi lại lấy song sinh Phật tử kiếp trước một bộ phận thánh nhân đạo niệm. Nói cách khác, đối phương chuyển thế, chỉ là chuyển thế một bộ phận, như đối phương kiếp trước cũng là Phật ma song tu, cái này cái gọi là chuyển thế, chỉ là đem Phật tâm chuyển thế, ma niệm lại ký túc tại Phật tâm phía trên, tiềm cư tại này thiên ma ngoại tượng hư ảnh chỗ sâu, tựa như cho mình chuyển thế làm lật tẩy, để phòng gặp bất trắc. Thủ đoạn như thế, Lý Hạo không cách nào tưởng tượng, nhưng thời khắc này cảm giác chỗ nhìn rõ, lại làm cho hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Theo thiên ma ngoại tượng bên trong thánh đạo ý chí hiển lộ, Lý Hạo cảm nhận được một cỗ ma khí ngập trời, đang cùng hắn đạo vực đối kháng, miễn cưỡng tại đạo vực bên trong đoạt được hoạt động quyền lợi. Lúc này, song sinh Phật tử đôi mắt bên trong cũng mãnh liệt bắn ra hồng quang, diện mục trở nên dữ tợn, Phật tâm bị ma niệm triệt để che giấu. Tứ lập cực cảnh, lại là tứ lập cực cảnh. Song sinh Phật tử gương mặt có chút vặn vẹo, dường như ma niệm ảnh hưởng, nhìn qua toàn thân Phật quang biến mất, ma khí lại trưng bốc lên, như một tôn thiếu niên ma tôn. Có thể đem ta bước đến nước này, ngươi đáng chết. Song sinh Phật tử gầm nhẹ, rốt cuộc không có đạo Phật hào, bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay ma quang ngập trời, hóa thành một đạo trường ấn hướng Lý Hạo chấn áp tới. Cùng lúc đó, kia thần ma cực vực hiển lộ, cái này thông qua đạo vực tu luyện pháp chỗ tu luyện đạo vực, chỉ là bắt chước cực cảnh dung hợp, cùng vĩnh hằng đạo vực không cách nào so sánh được, nhưng giờ khắc này ở thánh đạo ma niệm phía dưới, lại ẩn ẩn miễn cưỡng có thể đối kháng mấy phần. Lý Hạo đáy mắt lộ ra sát ý, hóa thân cũng tốt, bản tôn cũng được, đều là bại tướng dưới tay. Hắn hét lớn một tiếng, bước ra một bước, trong tay đen nhánh kiếm quang nâng lên, bỗng nhiên phách chảm mà ra, duy ngã, kiếm đạo, bành. Kiếm quang như tịch diệt, gào thét mà ra, kia ma khí sôi trào trường ấn, bỗng nhiên xé rách, bên trong mặc dù có thánh đạo ma niệm gia trì, cũng bị Lý Hạo trực tiếp bổ ra, không cách nào ngăn cản. Song sinh Phật tử xích hồng đôi mắt bên trong lộ ra rung động, lúc trước thủ đoạn không dùng hết, không có cực hạn giao phong, mặc dù nhìn ra Lý Hạo kiếm đạo đáng sợ, nhưng không nghĩ tới lại có thể sợ đến nước này. Thật chẳng lẽ cái gì đều có thể chặt đứt? Một kiếm mở ra ma trưởng, Lý Hạo không dừng lại,
sau đó lần nữa vung ra một kiếm, Hao Nguyệt kiếm mang gào thét mà ra, Quy Khư Thuấn Di trực tiếp chạm tại song sinh Phật tử trên cánh tay. Cánh tay bị chém bay, máu tươi phun tung tóe. Mà kiếm khí kia dư uy, lại đem đỉnh đầu Thánh Sơn mây đen vỡ ra đến, để thiên địa quay về trong sáng. Chỉ là hai kiếm, liền đem song sinh Phật tử ma uy trấn áp, quét sạch. Thấy cảnh này, dưới đài vô số mắt người châu bạo trừng, khó có thể tin. Song sinh Phật tử thế mà bị chém đứt một cái tay. Hắn phải thua sao, thánh nhân chuyển thế đều sẽ thua. Chẳng lẽ lại kia Hạo Thiên cũng là thánh nhân chuyển thế, cái này cũng thật là đáng sợ. Có cảm giác hay không, cùng kia Hạo Thiên so sánh, song sinh Phật tử phản ngược lại càng giống là ma a. Trên đài, Lý Hạo áo xanh cầm kiếm, sắc mặt băng lãnh. Mà song sinh Phật tử sắc mặt dữ tợn, ánh mắt huyết hồng, cả xa đã nhiễm máu tươi ô nhiễm, phía trên bảo quang tại Lý Hạo lúc trước liên tục bạo đá xuống, đã ảm đạm phá diệt. Cơ hồ trong nháy mắt, song sinh Phật tử đứt gãy cánh tay, liền lại sinh ra tới. Lý Hạo đôi mắt có chút nheo lại, bực này tái sinh tốc độ, hắn hết sức quen thuộc, đây là thứ bảy cực cảnh, bất tử bất diệt, đối phương cũng có tích huyết trùng sinh năng lực, lúc trước nghe đồn đối phương tu luyện ra lục đại cực cảnh, xem ra là nhảy vọt qua hóa tiên. Bất quá, cùng hư thánh hóa thân một trận chiến giao phong, Lý Hạo đem hết toàn lực mới cầu sống sót, tại một trận chiến kia bên trong cũng nhìn ra tích huyết trùng sinh thiếu hụt, bởi vậy, nếu là thật sự muốn đem đối phương tru sát, hắn cũng có biện pháp. Trên chiến đài lâm vào ngắn ngủi ngừng, mà dưới chiến đài mặt, đám người vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Đây chính là, hắn thực lực chân chính sao? Hạo Nguyệt Thánh Tử ngơ ngác nhìn, nếu như nói lúc trước, trong lòng của hắn còn có chút không cam lòng, còn muốn bế quan đuổi theo, nhưng giờ này khắc này, lại có loại rung động cảm giác. Phảng phất tại ngưỡng mộ một tòa núi cao, không cách nào leo lên, rõ ràng là cùng thế hệ, làm sao lại chênh lệch như thế lớn. Văn Tổ Thánh Địa bên trong, đông đảo thánh tử thánh nữ cũng đều là yên tĩnh tắt tiếng. Lý Thanh Y đôi mắt đăm đăm, khó trách Lý Hạo lúc trước cùng với nàng đối chiến, thậm chí không có rút kiếm, chỉ là tiện tay bóp ra kiếm khí liền đưa nàng đánh bại. Vốn cho rằng đối phương đáng sợ nhất là kiếm đạo, kết quả càng đáng sợ chính là cái này kinh khủng đạo vực. Lâm Thư Hải nụ cười trên mặt, lúc này cũng hoàn toàn thu hồi, đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Đây chính là hắn không bị tổn thương lúc bộ dáng. Lâm Thanh Anh kinh ngạc nhìn, lúc trước Lý Hạo trọng thương bị nàng nhặt về, vốn cho rằng chỉ là bình thường thụ thương võ giả, không nghĩ tới thực lực của đối phương lại như thế cường hãn. Mà thực lực như vậy, lúc trước lại thụ thương nặng như vậy, hôn mê tại giã ngoại, khó có thể tưởng tượng gặp được như thế nào nguy hiểm, mới sẽ thê thảm như thế. Trên đài, song sinh Phật tử sắc mặt dữ tợn, toàn thân ma khí đang không ngừng tích xúc, ánh mắt lộ ra mãnh liệt đến cơ hồ tràn mi mà ra sát ý. Hôm nay ngươi không dám giết ta, nhưng ta tất sát ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Hạo, dữ tợn truyền âm nói. Thân là thánh nhân chuyển thế, lại nói ra lời này, là thánh tâm bị long đong sao, ta đều thay ngươi e lệ. Lý Hạo sắc mặt lạnh lùng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mặc dù không dám giết ngươi, nhưng có thể đánh ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt tới gần. Song sinh Phật tử con ngươi hơi co lại, toàn thân ma khí bỗng nhiên bốc lên, kia thiên ma ngoại tượng bên trong đột nhiên tản mát ra một cỗ hạo đãng thánh nhân ý niệm. Chương 154, cực cảnh triển lộ, nhục ngươi lại như thế nào? Cái này ý niệm thuần túy, tản ra làm cho người thị sát ma khí. Song sinh Phật tử thần ma cực vực lần nữa ngưng tụ mà ra, hắn hốc mắt xích hồng, kia giữ tợn bát tí tam thủ thiên ma ngoại tượng nhanh chóng cùng thân thể dung hợp. Hắn tu hành đường, là hàng phục cái này tâm ma, đem nó triệt để luyện hóa, lấy Phật tâm trấn áp ma tượng, nhờ vào đó đạt đến cực hạn hợp nhất. Nhưng giờ này khắc này, vì chém giết Lý Hạo, đem nó xóa bỏ, hắn lại lựa chọn lấy ma tượng trấn áp Phật tâm, thu hoạch kia ma tượng bên trong kiếp trước còn sót lại lực lượng. Chỉ gặp Phật quang tịch diệt, hắn toàn thân bị ma tượng vây quanh, kia bảo quang ảm nhiên cả xa dưới, màu da trở nên xích hồng như ma, hiện ra dữ tợn thiêu đốt vệt. Tại thân thể của hắn thuế biến lúc, Lý Hạo lại là quy khư mà tới, bỗng nhiên một cước đá ra. Bành một tiếng, song sinh Phật tử thần ma cực vực không có thể ngăn cản ở Lý Hạo, bị vĩnh hằng đạo vực phá vỡ, đem nó đạp bay. Nhưng đụng vào pháp trận bên trên, thân thể của hắn vẫn tại biến hóa, thần ma cực vực bên trong cũng dần dần có một tia thiên ma ý chí, kia là thánh đạo lực lượng. Lý Hạo đôi mắt nheo lại, bỗng nhiên đưa tay, huy kiếm. Kiếm khí tùy tâm mong muốn, đem trước mắt đáng nhìn chi vật đều chém hết diệt. Nhìn thấy kia cực hạn kiếm quang chiếu rọi tại mình xích hồng trong con ngươi, song sinh Phật tử con ngươi có chút co vào, phát ra gào thét gầm thét,
nghĩ ngăn cản, nhưng thần ma cực vực bên trong thần ma ngoại tượng vừa hiển lộ, liền bị kiếm quang bổ ra, như giấy mỏng, lại không chịu nổi một kích, kiếm quang trực tiếp rơi vào song sinh Phật tử trên thân, như hoành ép mà xuống vạn sơn chi lực, bành một tiếng, thân thể không có xé rách, mà là đột nhiên vỡ ra. Kia dị hóa thân thể, trong nháy mắt hóa thành vô số vẩy mực máu tươi, bắn tung tóe tứ phương. Thần lực trong cơ thể cực cảnh hạ kim sắc thần huyết, đều bị ma khí xâm nhiễm, trở nên đen nhánh. Thật lớn trên chiến đài, giống như là một cái đổ đầy mực nước khí cầu cái túi, đột nhiên bạo liệt, mặt đất nhuộm đen, hiện lên bắn tung tóe trạng hiện lên hướng bốn phía. Toàn bộ Thương Lan giới giống như tại thời khắc này nghẹn ngào tĩnh ngữ. Vô số người thấy cảnh này, kinh hãi đến nói không ra lời. Tê cả da đầu, dường như hồn phách đều từ đỉnh đầu bay ra, có loại nổi da gà trải rộng toàn thân cảm giác, kia song sinh Phật tử, lại bị Lý Hạo một kiếm chảm bạo. Xích Quang cùng Hạo Nguyệt Thánh Tử chờ đỉnh tiêm thiên kiêu cũng đều là sắc mặt đột biến, đáy mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Cái này Hạo Thiên kiếm đạo thật đáng sợ, đạo vực càng đáng sợ, rất khó tưởng tượng, văn đạo cảnh thế mà có thể tu luyện tới loại trình độ này. Song sinh Phật tử, chết rồi. Đây chính là thánh nhân chuyển thế a, thế mà không địch lại kia Hạo Thiên một kiếm. Đạo vực tu luyện tới cực hạn, vậy mà khủng bố như vậy, quá khoa trương, chỉ là đạo vực liền có thể vô địch. Chờ lấy lại tinh thần, dưới đài đều là rung động kinh hô, mặt mũi tràn đầy rung động. Tại cái này Phật môn thánh địa phía trên, thánh nhân kia chuyển thế Phật tử, lại bị người chém giết trước mặt mọi người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng này trên chiến đài mực nhiễm máu tươi, lại thật sự rõ ràng. Song sinh Phật tử máu, thế nào lại là hắc sắc? Sẽ không phải sa đọa ma đạo a. Cảm giác cùng kia Hạo Thiên so sánh, song sinh Phật tử tựa hồ càng giống người trong ma đạo. Nhìn qua kia chỉ có một người đứng sừng sững chiến đài, đám người kinh nghi. Mà lúc này, trong tràng dị biến nảy sinh, chỉ gặp mặt đất kia thượng máu tươi, lại nhanh chóng nhuyễn động, sau đó một thân ảnh từ bên trong nhanh chóng ngưng tụ ra, rõ ràng là song sinh Phật tử. Chỉ là, hắn giờ phút này toàn thân xích hồng, cái trán ẩn ẩn có lồi ra sừng thú. Bên miệng có răng nanh ẩn hiện, ánh mắt cũng biến thành dữ tợn hung tàn, không còn che giấu, mang theo hoành hành không sợ sát ý. Phật tử phục sinh rồi. Cái này tựa như là trong truyền thuyết tam bất hủ cực cảnh, bất tử bất diệt. Không sai, dỉ máu trùng sinh, đạo pháp cảnh mặc dù không thể nói là vô địch, nhưng ít ra là tuyệt đối bất tử. Đám người rung động, không nghĩ tới song sinh Phật tử thế mà nắm giữ đạo này đáng sợ cực cảnh, trong truyền thuyết đối phương có lục đại cực cảnh, quả nhiên truyền ngôn không giả. Dỉ máu trùng sinh. Xích Quang đôi mắt nheo lại, hắn sư môn đã sớm thay hắn dò thăm cái này, song sinh Phật tử một chút bí ẩn tin tức, biết đối phương tu thành tam bất hủ cực cảnh, nhưng hắn không có cùng tam bất hủ cực cảnh đọ sức qua, mặc dù từng nghe nói dỉ máu trùng sinh sự tình, nhưng không biết tự thân viêm đạo, có thể hay không đem hết thảy thiêu tẫn. Chỉ là bây giờ xem ra, lấy cái này song sinh Phật tử triển lộ thực lực, chỉ sợ mình còn không cách nào đem nó bức đến dỉ máu trùng sinh, liền sẽ bị thua, kia thần ma cực vực tại Lý Hạo dưới tay như giấy mỏng. Nhưng hắn có thể nhìn ra cái này đạo vực đáng sợ, như đổi lại bọn họ, có lẽ đảo mắt liền sẽ lâm vào nguy cảnh. Hô, sau khi sống lại song sinh Phật tử, phía sau thiên ma ngoại tượng biến mất, nhưng tự thân ma khí lại bạo tăng mấy chục lần. Lý Hạo khẽ nhíu mày, cũng không kinh ngạc đối phương dỉ máu trùng sinh, thông qua lúc trước tay cụt hắn liền nhìn ra điểm ấy, biết được đối phương nắm giữ tam bất hủ cực cảnh. Nếu không, hắn cũng không biết cái này một kiếm như thế dùng sức. Dù sao, vì phòng ngừa đem nó giết chết, hắn đem chí mạng thuộc tính đều đóng lại, chính là lo lắng vạn nhất vô ý phát động kia 1% chí mạng công kích, đem nó tại chỗ đánh chết, Phật tôn tới tìm hắn tính sổ sách. Một kiếm này đem nó chảm bạo, Lý Hạo mục đích là ngăn cản kia ma tượng bên trong thánh đạo lực lượng cùng thân thể dung hợp, đánh gãy động tác, nhưng hiện tại xem ra, cho dù thân thể ngắn ngủi bị hủy, kia cỗ xuất từ đồng nguyên lực lượng cũng y nguyên cùng thân thể hợp làm một thể. Đem ta bức đến nước này, ngươi quả nhiên là ta kiếp. Chết. Song sinh Phật tử ánh mắt dữ tợn, không có thêm lời thừa thãi, đột nhiên gầm nhẹ gào thét. Trên thân ma khí sôi trào chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên quy khư biến mất, hướng Lý Hạo vọt tới. Lý Hạo đôi mắt khẽ động, ẩn ẩn bắt được quy khư động tĩnh, nâng lên kiếm, bỗng nhiên hướng chỗ kia địa phương chuẩn bị bổ tới. Nhưng song sinh Phật tử hiện thân về sau, trong mắt hiển hiện một đạo xích hồng thánh ngân, thời gian dường như dừng lại, vô số oan hồn kêu khóc ma niệm đột nhiên đánh úp về phía Lý Hạo ý chí. Trước mắt hắn thế giới bị một loại khác hình tượng thay thế, là vô số bách tính chết thảm, như nhanh chóng lật giấy trang giấy, tại trong trí nhớ cực tốc lướt qua, để cho người ta hoa mắt. Mà hết thảy này, đều trong nháy mắt phát sinh, cũng dẫn đến Lý Hạo kiếm thế hơi dừng lại. Ngoại cực lục hợp, chu tâm. Song sinh Phật tử đột nhiên xuất thủ, kia cỗ giấu ở ma đạo ngoại tượng bên trong lực lượng, đột nhiên phóng thích, bành một tiếng, một cỗ hạo đáng xích hồng điện quang, dường như vỡ ra hư không, đánh rớt trên người Lý Hạo.
Lý Hạo vĩnh hằng đạo vực lại bị cái này xích hồng điện quang bên trong thánh đạo ý chí phá vỡ một vết nứt tác dụng trên thân thể. Thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số sáng chói kim sắc thần huyết, tản mát đầy trời. Cái này đột nhiên phản sát một màn, để dưới đài thấy ngây người. Từ Lý Hạo cùng song sinh Phật tử giao chiến, liên tiếp xuất hiện từng màn, đều khiến người ta cảm thấy đại não giống như đình trệ, có chút tiếp thu không đến. Vừa mới hiện lên nghiền ép chi thế Lý Hạo, trong nháy mắt thế mà bị song sinh Phật tử một kích cho miểu sát, tại chỗ đánh thành huyết hoa. Ngắn ngủi trong yên tĩnh, đột nhiên bị một đạo bén nhọn nghẹn ngào đánh vỡ. Thanh Phong, Lâm Thanh Anh tại dưới đài, thất thần sát na, sắc mặt của nàng cũng trong nháy mắt mất hết. Nàng y nguyên vô ý thức kêu gọi chính là Lý Hạo lúc trước danh tự, cái kia đạo phiêu đãng tại nàng trong trí nhớ Thanh Phong, nghe được kia la lên, đám người mới hồi phục tinh thần lại, đều là rung động hãi nhiên. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt, lại bị tại chỗ đánh chết. Xích Quang ngây ngẩn cả người, nhìn qua kia một chỗ kim sắc thần huyết, có chút không dám tin. Lâm Thư Hải trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên ra ngoài ý định. Hạo Nguyệt Thánh Tử trở thánh tử thiên kiêu đều là trừng to mắt, khó có thể tin. Lý Hạo thế mà lại chết, ở tên này chán chiến tranh đoạt bên trong, lại bị giết chết. Phật tử trừ ma vệ đạo. Phật tử rốt cục đem kia ma đạo chém giết. Ma đạo đáng chết, đại khoái nhân tâm. Đông đảo đệ tử Phật môn kịp phản ứng về sau, lại là lớn tiếng hoan hô lên, không ít người tụng niệm Phật hào, thần thái thành kính, một mặt từ bi cùng mừng rỡ ý cười. Mà trên đài, song sinh Phật tử trong mắt vừa lộ ra khoái ý, nhưng tựa hồ phát giác được cái gì, lông mày ngay sau đó liền nhíu lại. Đáy mắt hiện ra một tia kinh nghi. Kẻ này, ghê gớm. Phật điện bên trên, Văn Thánh than nhẹ một tiếng, kia thiếu niên yêu nghiệt trình độ, để hắn đều có loại nhìn mà than thở cảm giác. Mà lúc này, trên chiến đài đông đảo kim sắc thần huyết, đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Sau đó tất cả máu tươi như thu dẫn dắt, bỗng nhiên khép lại, kim quang hiển hiện, một thân ảnh lần nữa sừng sững tại trên chiến đài. Kia rơi xuống đến một bên đen nhánh trường kiếm. Vù vù một tiếng, cũng tự động tìm chủ, trở lại thiếu niên trong lòng bàn tay. Một kiếm nơi tay, bế nghĩa thiên địa. Nhìn thấy bực này dị biến, dưới đài đông đảo Phật tử tiếng hoan hô, đột nhiên ngừng lại, yết hầu giống bị nắm, kia trên mặt từ bi, càng là ngưng kết, giống như là chùa miếu bên trong pho tượng, đứng im mỉm cười có vẻ hơi quỷ dị. Xích Quang cùng Hạo Nguyệt bọn người còn chưa kịp vì Lý Hạo thương cảm, nhìn đến như thế cảnh tượng, đều là sừng sốt, chợt kinh ngạc. Dỉ máu trùng sinh. Lý Hạo cũng tu luyện ra trượt tam bất hủ cực cảnh. Lý Hạo nhấc tay khẽ vẫy, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào, ánh mắt lại quét mắt dưới đài, đối mặt mũi tràn đầy thất thần. Nước mắt chảy đến một nửa lại dừng lại vị kia nữ tử áo xanh chuyển, tới một cái an tâm ánh mắt. Sau đó, Lý Hạo nhìn về phía trước mắt song sinh Phật tử, nhìn qua đối phương sắc mặt âm trầm, nhẹ nhẹ cười cười, ngươi tựa hồ không có chiêu. Vừa mới kia xích hồng điện quang, bao hàm song sinh Phật tử kiếp trước tàn huyết lực lượng. Nhưng đã tiêu xài rơi mất, đánh xuyên qua hắn vĩnh hằng đạo vực, đem thân thể của hắn xé nát. Bây giờ không có cỗ lực lượng này ra trì, Lý Hạo cũng lười lại nói nhảm, sau khi nói xong thân thể liền đột nhiên biến mất, quy khư, đá bay, bành, một cước quét ngang mà ra, xương đùi như côn thép đánh vào song sinh Phật tử phần bụng, đem nó thân thể trực tiếp quét bay ra ngoài, đâm vào pháp trận bên trên, sau đó lần nữa quy khư, dẫm đạp, tại thân thể từ pháp trận thượng còn chưa rơi xuống lúc, xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Nâng cao chân, một cước như cự phủ bổ xuống, nện ở đỉnh đầu bên trên. Một cước này trực tiếp đem song sinh Phật tử đầu bổ đến hung hăng dập đầu trên đất, da đầu máu chảy, da mặt vỡ tan. Sau đó Lý Hạo đem nó một chân nắm lên, hung hăng đập trên mặt đất, bành bành bành, liên tiếp vài chục lần quăng nện, chiến đài mặt đất chấn động vài chục lần, song sinh Phật tử thân thể như rách dưới túi, bị Lý Hạo nện đến không ngừng có máu đen phun tung tóe mà ra. Liên tục nện xong, Lý Hạo quăng bay đi đến giữa không trung. Sau đó một cái quy khư thuấn di đến trên đó không, một cái xoắn ốc chuyển thân quét ngang chân, đem nó hung hăng rút đến chính giữa sàn chiến đấu trên mặt đất. Chiến đài kịch liệt chấn động, tóe lên to lớn lõm hố sâu, nếu không phải dưới đáy có sức mạnh giảm sóc, song sinh Phật tử đem trực tiếp xuyên qua cái này Phật môn Thánh Sơn, thẳng tới chân núi. Lý Hạo thân thể đi theo hạ xuống tới, một cước dẫm đạp tại đỉnh đầu, đem nó đầu ép trên mặt đất không cách nào động đậy. Thân là Phật, lại tu ma, loè loẹt, cái này chính là của ngươi tu hành. Lý Hạo chân đạp cái ót, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống, lãnh đạm nói, ngươi chuyển thế mà đến, liền vì hôm nay một màn này. Nghe nói như thế, đầu óc ong ong chấn động song sinh Phật tử, suýt nữa phun ra máu. Thương Lan giới vô số người đều bị Lý Hạo, cái này liên tiếp phản kích cho nhìn hoa cả mắt trời nhìn thấy Lý Hạo, cao dẫm song sinh Phật tử đầu, nói ra lời nói này, đều là kinh ngạc rung động, có loại mắt trợn tròn cảm giác. Cảm dẫm lên thánh nhân chuyển thế thân đầu, ngông cuồng như thế.
cổ kim đến nay, đoán chừng liền cái này một người. Dưới đài, Xích Quang thấy cảnh này, da mặt có chút run rẩy, bỗng nhiên có chút may mắn. Còn tốt lúc trước đắc tội Lý Hạo không tính quá ác, đối phương nói một kiếm bại hắn, ngược lại là chuyện tốt, nếu bị dạng này trước mặt mọi người giẫm mặt, ngày sau đơn giản không có cách nào gặp người. Hạo Nguyệt Thánh Tử đồng dạng cảm thấy một tia tim đập nhanh, đột nhiên cảm giác được, lúc trước thù muốn không cho dù, ngày sau vẫn là chớ trêu chọc ra hỏa này. Dừng tay. Một bên khác, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chỉ gặp kia ngồi ngay ngắn ở thanh sư trên lưng Phật Môn Bán Thánh, căm tức nhìn Lý Hạo, lớn tiếng gầm thét. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, thấy đối phương một mặt chấn nộ bộ dáng, có chút nhíu mày, chợt hơi đưa tay, làm ra một cái dường như nhẹ nhàng nhún vai động tác, tay ta không nhúc nhích a. Nhìn thấy Lý Hạo như vậy ngả ngớn bộ dáng, cái này Phật Môn Bán Thánh suýt nữa hắc đến, đối phương giờ phút này là dùng chân đạp song sinh Phật tử, xác thực tựa hồ là cùng tay, không quan hệ. Mọi người thấy Lý Hạo như vậy ngả ngớn lại phách lối trả lời, không ít người bị chọc cười, nhất là cái khác thánh địa đệ tử, bọn hắn đối Phật Môn Thánh Địa nhưng không có cảm tình gì, giờ phút này thậm chí nghĩ phình bụng cười to. Lấy ra chân của ngươi. Phật Môn Bán Thánh mặt lạnh lùng nói, thí chủ như thế hành vi, Phật cũng nổi giận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như thế nhục nhã không khỏi quá mức. So với hắn muốn giết ta tâm, nhục nhã chỉ là chuyện nhỏ đi, cho ngươi lựa chọn chết vẫn là bị nhục nhã. Lý Hạo hờ hững nói, chân lại không xê dịch, ngược lại hơi càng dùng sức đạp xuống đi mấy phần. Lúc trước vạn chúng chú mục, có thể xưng đứt gãy thương lan giới đỉnh tiêm thiên kiêu, giờ phút này bị hắn dẫm đến không bò dậy nổi. Nhìn thấy Lý Hạo chân đạp Phật tử, cùng bán thánh tùy ý đáp lại, kia tuyệt thế dáng người, để vô số người khắc họa trong đầu. Mặc kệ Lý Hạo có hay không tu ma, lực lượng cỡ này cùng khí độ, đều để người khắc sâu ấn tượng, không cách nào ma diệt. Ngươi có bất tử cực cảnh, chỉ là bình thường luận bàn, nói gì giết ngươi. Phật Môn Bán Thánh tức giận nói, huống chi là ngươi ác ý xuất thủ trước đây, nếu không phải hắn có tam bất hủ cực cảnh, đã sớm dẫn đầu bị ngươi chém giết. Lý Hạo cười nhạt, hắn tay cụt đảo mắt trùng sinh, ta biết hắn có cực cảnh, mới đem thân thể vỡ vụn, tiêu hao lực lượng của hắn, mà hắn cũng không biết ta có tam bất hủ cực cảnh, lại có ý định xuất thủ, muốn đem ta tại chỗ chấn sát, lúc ấy ngươi làm sao không gọi lại tay. Phật Môn Bán Thánh hơi tắc nghẽn, tức giận mà nói, hắn có hàng ma tâm, ngươi đã tu ma đạo, lần này cho phép ngươi dự thi, đã là chúng ta khoan dung độ lượng, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Hắn giết ta, chính là có hàng ma tâm, ta giết hắn, chính là ác ý, khó trách ngươi có thể tu kim thân, chỗ tốt đều cho ngươi chiếm. Lý Hạo cười nhạo, lười nhác lại cùng đối phương đấu khẩu, chỉ là giơ chân lên, lần nữa đem song sinh Phật tử đầu dẫm đạp. Một cước, dẫm đến song sinh Phật tử phun ra máu tươi. Hắn muốn phản kháng, nhưng giờ phút này ở vào Lý Hạo vĩnh hằng đạo vực bên trong, toàn thân đều không sử dụng ra được lực. Nếu là Lý Hạo thôi động đạo vực bên trong lực lượng, trong khoảnh khắc liền có thể đem thân thể của hắn lần nữa vỡ nát, một trận chiến này, hắn triệt để thua. Ngươi đơn giản không coi ai ra gì. Kia Phật Môn Bán Thánh kinh sợ, nói, hắn đã bại, ngươi vì sao còn không chịu buông tha, tâm địa vì gì ác độc như vậy? Hắn bại sao, không nghe thấy cầu mong gì khác tha nhận thua, nếu không ngươi hỏi một chút, ai nghe được rồi? Lý Hạo mí mắt cũng không nhấp, thanh âm không mặn không nhạt nói. Dưới chân lại không có đình chỉ, một cước, ngược lại càng dùng sức. Giữa sân chỉ còn lại bành bịch trọng kích âm thanh, tất cả mọi người lại yên lặng, kia Phật tử xác thực không có nhận thua, nhưng nhìn bộ dáng này, rõ ràng không có sức tái chiến. Chỉ là, đối phương không có nhận thua, trận chiến đấu này cũng không tính kết thúc. Kia Phật Môn Bán Thánh thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được, từ thanh sư trên lưng đột nhiên vọt lên, vất tay mở ra pháp trận. Quy khư thuấn di đến Lý Hạo trước mặt, thân thể của hắn vĩ ngạn, trang nghiêm túc mục, hai mắt dường như Phật nộ như kinh cong, căm tức nhìn Lý Hạo, ta tự mình cùng ngươi mở miệng, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi đây là tại nhục ta. Hắn mang trên mặt nộ khí, thân cao gần 3 mét, đứng tại Lý Hạo trước mặt đem ánh nắng che đậy, vẻ giận dữ nhìn xuống, từng chữ nói, lùi cho ta mở. Lý Hạo khẽ ngẩng đầu, đạm mạc nói, ngươi như cảm thấy là nhục ngươi, kia nhục chính là, thật muốn tính toán ra, cũng là ngươi tự rước lấy nhục. Phật Môn Bán Thánh đôi mắt trợn to, không thể tin được, thiếu niên ở trước mắt lại cản rỡ đến mức này, đối mặt Bán Thánh đều không thấp lông mày. Thật là phách lối khí diễm, ta tuy không phải thánh nhân, nhưng dù sao đã tu thánh đạo, ngươi bất kính thánh ý, đừng trách ta xuất thủ, thay nhà ngươi trưởng bối giáo huấn một chút ngươi. Phật Môn Bán Thánh trong mắt hiển hiện một vòng tàn khốc, toàn thân Phật quang chiếu rọi, sáng chói như hà, thánh đạo ý chí hiển lộ, để cho người ta có loại cúng bái cảm giác. Là Giác Minh Bán Thánh. Cái này ma nhân quá phách lối, ngay cả bán thánh đều không nghe. Là ai đang cho hắn chỗ dựa, lại có dạng này lực lượng, cùng bán thánh khiêu chiến. Đông đảo đệ tử Phật Môn đôi mắt tỏa sáng,
đều muốn nhìn đến Giác Minh Bán Thánh một bàn tay đem Lý Hạo trấn áp, đem Phật môn tổn thất mặt mũi vãn hồi. Đối phương vũ nhục Bán Thánh, bị Bán Thánh giáo huấn, cũng không tính lấy lớn hép nhỏ, chí ít nói còn nghe được. Dưới đài, trên đàn cùng Dạ Tổ đám người sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Phật môn Bán Thánh lại tự mình hạ tràng. Tràng diện này quá khó nhìn. Phật Tôn, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Văn Thánh nhìn hướng bên cạnh Phật Tôn, trong lòng cũng lên một tia đối Lý Hạo lòng yêu tài, không khỏi nói. Bên cạnh Kiếm Thánh thần sắc bình tĩnh, bỗng nhiên có phát giác, hướng bên người đồ đệ Biên Như Tuyết nhìn lại, lại thấy đối phương lông mày khẽ nhúc nhích, dường như từ đốn ngộ bên trong kết thúc. Mà chung quanh thân thể, lại là đạo vận nồng đậm, nhiệt độ chung quanh đều tại kịch liệt hạ xuống, loại này dị tượng cùng biến hóa, cho dù là hắn tự thân thánh đạo tự nhiên bộc lộ dị tượng, đều bị dị tượng đến, là một loại nhập đạo chứng minh. Thế mà đốn ngộ nhập đạo, Kiếm Thánh đôi mắt bên trong hiện ra quang mang, kiếm pháp nhập đạo, đây đã là kia hạo thiên cấp độ. Mặc dù băng tuyết kiếm đạo, không kịp hắn chúng sinh kiếm đạo, cũng không kịp vừa mới thiếu niên này thi triển cái kia đáng sợ kiếm đạo, nhưng chung quy là nhập đạo, tại trong chư thiên, đều thuộc về thứ nhất ngăn thiên kiêu cấp độ. Mấu chốt nhất là, cái này đồ nhi còn trẻ, tương lai đường còn dài đằng đẵng, thậm chí có hy vọng tế đạo thành thánh. Đi tế đạo con đường kia, liền không cần thiên địa pháp tướng đạo này cực cảnh đi dung nạp hương hỏa. Đợi đến thành thánh về sau, lại chuyển thế trùng tu cực cảnh, sống ra sáng chói đời thứ hai, ngược lại càng thêm ổn thỏa. Nghĩ đến cái này rất nhiều suy nghĩ, Kiếm Thánh tâm tình thật tốt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phật Tôn không có trả lời Văn Thánh, mà là quay đầu đối Kiếm Thánh nói, xem ra lệnh đổ trận chiến này thu hoạch không nhỏ, chúc mừng. Kiếm Thánh lại cười nói, Phật Tôn khách khí.